Thái Hà tha thứ, nếu ông có giết thì giết kẻ xâm lăng đang dài xẻo quê hương đất tổ, chứ đừng giết chú tôi là một kẻ lên cơn mê sáng điên khùng. Trời ơi, em còn nhớ nữa, dứt cái câu đuôi là thì chú đừng hơn thua làm gì với một cái người điên. Nhưng mà em quên đi, em không biết ca làm sao. Cho nên là thì chú đừng chặt đầu chặt cố cái người điên. Nó mới đủ chữ. Đúng rồi đó, mới đủ vô nhịp và nó mới xuống hết câu được. Cái mấy cô chú trong này cười nói trời, nó quên tuồng mà nó ca cương kìa, mà nó ca cũng vô chứ. Cho nên là ấn tượng cái giai đầu tiên. Bây giờ thì Phượng Hằng thử bằng cái thính giác của mình nghe giọng em bé coi đoán đó là ai. Nên giải phóng rồi sao không thấy bác Hồ vào đây để thăm các cháu, cháu như bác ngày đêm phản đợi năm chờ. Ai vậy ta? Bé Hằng. Rồi. Lúc đó là giải phóng em hát cái bài này. Và cái vai diễn nào là cái vai diễn chính thức của Phượng Hằng với sân khấu chuyên nghiệp? Lúc mà em 16 tuổi á, thì lúc đó là cái đầu con thì em cũng còn lỡ cỡ. Nó lỡ cỡ và đầu chính á, thì em cũng không được. Mà chưa tới. Một cái sự hoang mang. Tại vì cái ước mơ của mình á, là mình ráng làm sao nói bước cô chú để mà mình đứng vững trên sân khấu. Lúc đó là hai cái đầu chánh lại bệnh hết. Cho nên là nhờ như vậy mới kêu em tiến cử em lên. Tiến cử em lên. Mà thuộc tuồng thì đã thuộc sẵn rồi. Hình như là em đã photocopy hết trơn rồi. 16, 17 tuổi mà như vậy thì nó rất là lỡ cỡ. Vừa động chân nè. Em vừa động người nè. Nói chung là người cho, mình cho nó phải thành động thiếu nữ đàng hoàng. Dạ. Cho nên là nó rất là khổ. Anh có những tấm hình này để chia sẻ cùng em nè. Nè. Đó, cái kỷ niệm mà đi đoàn hát là như vậy đó. Nhớ ngày xưa thường thì những đoàn hát tới à, hát những cái sân banh, sân vận động gì đó, hoặc là những cái chợ người ta không có dám chợ mà mình vô đó mình hát, hoặc là mình hát ngoài ruộng. Rồi chính giữa là cái sân khấu, mà sân khấu bằng cây á, mà mình không có cái sân khấu bằng cây thì mình phải lấy cái những cái thùng phi mình lấy rồi cái mình lót cái dán lên. Rồi âm thanh ánh sáng làm sao? Âm thanh ánh sáng thì ngồi ở dưới. Rồi hồi đó là em nhớ là có micro kéo. Cái micro đó là có hai người, người ngồi để mà kéo cái micro cho theo cái miệng, theo người nào micro nghệ sĩ đó. Micro treo từ trên nóc xuống, thả xuống vậy quý vị. Nó có sợi dây chéo vậy, kéo qua, kéo lại, người nào đứng đâu đó. Mà nghệ thuật kéo sao đừng có gây ra đừng tiếng động đụng nữa. Đầu. Không đụng đầu cái bùng. Đúng rồi, nếu mà gặp ngay trời mưa lâm râm mà khán giả vẫn coi thì mình vẫn hát. Mà hát có bữa nó bị chạm ở trên đó, đụng vô mình giật tê, không phải mình la luôn. Nó bị mát điện. Cho nên hát mà nó bị giật. Nó đang hát mà nó vô đây là mình giật tê luôn. Đó, nó khổ như thế. Phần sân khấu á, có những lúc mà mưa gió rồi đó thì có những tấm bông xô mà mình ở lâu quá rồi cái nó bị lủng, cho nên là mưa nó xuống giọt cái anh em, rồi có người ngủ được, có người ngủ không được thì ngủ ngồi thôi. Trời ơi, còn ngủ không được mưa như vậy á thì phải thức với nhau nói chuyện, kể chuyện đời xưa vậy đó, tán gẫu với nhau mà vậy thấy rất là vui. Nếu mà ngày xưa thì như vậy, nhưng mà bây giờ thì mọi người đi hát thì rất là sung sướng. Đây á là cái vở tuồng này là em đi bên đoàn Thanh Nga, em hát cùng với anh Châu Thanh. Ôi trời ơi, còn đây nè, người bạn diễn của em nè. Đây á là anh Minh Phụng, và cái vở này á là trong một cái vở tuồng xã hội, em hát cùng với anh Minh Phụng. Cái vở này thì lúc đó em mới có khoảng 19-20 tuổi, em hát vở này cùng với anh Vũ Linh, Võ Tòng. Và đây còn có ghi chú thích photo Hồng Nga là một phóng viên ảnh. Dạ, của tạp chí sân khấu. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh. Một cái kỷ niệm ghi hết. Tại vì khi mà em làm qua một cái vở gì rồi thì em phải chụp cái hình đó để mà mình để lại. Lúc đó thì mình không quý, nhưng mà sau này thì thấy nó rất là quý. Hồi thời đó chưa có nữ nghệ sĩ nào hát hơi dài hết. Dạ. Thì xuất hiện một cái thiên bẩm từ bé.
của Phượng Hằng. Cái phần hơi dài á thì em cũng ca từ lúc nhỏ. Ôi. Cho nên là hồi lúc trước thì em nghe giống như là anh Minh Cảnh. Lúc đó là anh ca 50 chữ là thấy dài rồi đó. Và kế đó chị Thanh Trung Huệ, cô Thanh nghe những cái vai trầm này kia và những cái thoại, những cái nghiêm nghị, mỗi người mình xem qua mình lấy một chút xíu. Em mới thử vô một cái vai Ngọc Thố. Trong cái nhân vật Ngọc Thố đó thì em hát câu đó nó cũng khoảng 50 mấy chữ đấy. Lúc đầu em vô vòng cổ là nó bon cứ mà tới như thế đó là khán giả cũng vỗ tay lắm, nhưng mà tới chừng còn con chữ một em bị đứt hơi. Thay vì cái chữ đó là quyết định đi xuống hò đúng không? Xuống vòng cổ thì hết hơi luôn. Hết hơi. Cho rồi nên rồi là sao? Lấy hơi lại. Vỗ tay nữa chừng khán giả. Sáng đó em dám đi ra ăn sáng vậy trơn á. Má em với mấy anh với chị nói: trời ơi, có ai mà lúc đầu mà không dấp ngã đâu. Dấp ngã thì mình phải tự đứng lên, chứ không lẽ mình dấp ngã rồi cứ mình thối lui sao được. Cứ an ủi như vậy thôi. Cái mấy bà ca nữa. Cái lần thứ hai thì em làm được. Từ đó là bắt đầu em mới tập. Nhưng lúc đầu thì em ca 50 chữ và mình cứ tập nhân lên. Ví dụ sau là 5 chữ nữa hoặc 10 chữ nữa. Rồi bắt đầu từ đó là em đã tập hơi dài luôn. Wow. Nhưng mà thật ra trong bất kỳ nghề nghiệp nào, và đặc biệt là trong nghệ thuật, hễ cái gì mình khác người thì có một lượng fan rất là lớn ủng hộ. Bù lại, đối kháng lại, sẽ có một nhóm người không cần hiểu, thấy lạ là ném đá, là không ưa, là không mê đó. Nó có xảy ra để không? Để em nói có anh. Vậy đó hả? Có người á nói là em phi nghệ thuật. Quá mức ngoài nghệ thuật, nó không nói còn là nghệ em thuật ca vọng cổ phi nghệ thuật, phá câu không có trúng, trong lòng buồn ơi là buồn. Anh có biết không, tới mà người ta viết bài báo lên á, để cái cần cổ em dài vậy nè, rồi cái em chạy đóng tiền ở dưới á, rồi em chạy xe hơi mà cái cần cổ em dài vậy nè, vẽ là vẽ phím lên đó. Đó nhiều lắm rồi. Lúc đó cho nên là nhiều lắm, nhiều cái mà để cho mình suy nghĩ và mình thấy cũng vui vui. Và mình thấy là đó cũng là cái nỗ lực để cho mình cố gắng, mình hoàn thiện mình hơn. Từ cái việc lạ khi mình hát giọng cổ dài hơi, và mình đưa nó vào nội tâm nhân vật, đưa nó vào tình huống nó chính xác phải là như vậy, lúc vui hay lúc buồn hay lúc phải như thế nào, thì những cái lời ca đó nó quyện với nội tâm của nhân vật thì làm cho nó có giá trị. Chính cái điều đó, những cái lời chê đối với Phượng Hằng không phải là một ca nước lạnh, mà là một cái đề thi khó để bạn phải giải cái bài toán đó như thế nào cho hợp lý. Anh thách em tới thời điểm này về làng hơi của em có dám hát trực tiếp bây giờ hay không? Dám chứ sao không dám anh. Bây giờ thì Phượng Hằng sẽ hát, rồi khán giả sẽ đoán cái câu hát đó là bao nhiêu chữ, thì ai đoán đúng sẽ là điều hết sức tuyệt vời. Thưa quý vị, và trò chơi đếm chữ của câu giọng cổ dài hơi của nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng với khán giả trường quay của chương trình Ngôi Sao Đương Thời xin được phép bắt đầu. Phi các ơi, nếu anh không về thì cuộc tình ta kể như đã hết, và những ước mơ của em sẽ tan theo mây cuối vì vắng bóng người thương. Không có anh đời em đã chết, tôi từ nay xa lạnh lẽo cô đơn nằm nhớ thương ai ôm sầu gối chiếc. Đếm từng chiếc lá thu rơi, từng chiếc lá thu rơi mà mong đợi tin chồng. Đáp án của các bạn nè là bao nhiêu ạ? Là bao nhiêu? 69. Đáp án khác 89. Đáp án khác 59. Chúc mừng 89. Em đứng dậy cho mọi người nhìn thấy đi. Chúc mừng 89. Nếu 89 làm được thì còn có 11 chữ nữa tới 100 rồi. 100 trở lên em dám không? Dám chứ sao không dám anh. Khoan, các người ơi, hãy dừng kêu qua lại để cho ta từ giã người bạn tình chúng và nói
sĩ bao vây quân hầu giăng bích lối, kì người yêu ta đang đứng nép mình chờ đợi. Hồng ơi xin hiểu cho son, vì chờ hiếu trung mà phải mang tiếng phụ nhau. Hồng ơi từ đây tình ta cách chia mỗi người đôi ngã, ngày rung ra kết quả đăng cử hành hôn lễ là ngày chung liệm đời em xuống đáy mồ muôn đời. Thì vừa rồi là bao nhiêu chữ vậy? Cái câu hồi nãy, câu vừa rồi đó là 102 chữ. Vậy là anh xin hỏi em vậy chứ em có mấy lá phổi? Rồi em giấu hơi ở đâu? Giấu hơi bên hông, trong bụng, trong ngực, giấu hơi quá trời luôn vậy hay là sao? Cái ca hơi dài này á, thì cần cho cái nhịp độ tim của mình đó mà bình ổn lại. Và Phượng Hằng thân mến, bây giờ có lẽ giây phút này xin nhường sân khấu cho Phượng Hằng, để cho những khán giả ái mộ thưởng thức trọn vẹn một tác phẩm âm nhạc cải lương. Dạ. Đó là bài hát gì ạ? Đó là bài Quê Hương. Chùm khi ngò cho con trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về rợp bướm giang bay. Quê hương là con diều biển tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ em đẹp.
bằng đèn châu đông, dốc nào ngược bằng dốc Nam Giang. Xa nhau lấy tấm đôi hàng đò xuôi bấm cổ hòa, đò xuôi bấm cổ gió nàng về. Khúc ca dao nghe tuôn trào nước mắt, bước tha phương nơi đất khách xa trời. Quá tuyệt vời, những cảm xúc dâng trào, nhất là những người xa xứ, xa quê thì nghe bài này sẽ có rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ thì Thanh Bạch xin mời Phượng Hằng hãy đoán trong thời gian 60 giây đồng hồ xuất hiện trên màn hình kia. Nếu nói đúng, người đó sẽ bước ra sân khấu. Yeah. Nếu đoán sai, người đó vẫn ra như thường. Và bây giờ sẵn sàng chưa? Rồi, em sẵn sàng. 60 giây bắt đầu. Đây là một nghệ sĩ cải lương chuyên thủ vai kép chính, còn được khán giả ngưỡng mộ bởi ca hơi dài hết. Nếu mà nhớ nhất thì đó là Châu Thanh. Nghệ sĩ Châu Thanh ơi, tự nhiên có ông Đạo về, ông trưởng đoàn mời về, anh nhìn thấy ông Đạo đầu tiên cái cảm giác anh sao? Lúc đó Đạo Phương Hằng thì nhỏ lắm. Ồ. Mới mười mấy tuổi mà. Ồ. Nên thì nghe anh trưởng đoàn là anh Chính Bùng, anh về anh có nói ở bên đoàn ấy có một cô bé ca hay lắm, hơi cũng giống như em vậy đó, hơi khỏe rồi hơi dài vậy đó, anh sẽ mời về để họp cùng với em, cùng chung cho nó có một cái liên danh ca cho nó đã ha. Anh nói vậy đó. Anh ơi, dạ được anh. Từ đó Châu Thanh Phương Hằng lại có duyên vô cái tuần đầu tiên là tuần Sóng Gió Cuộc Đời, rồi sau cái là Chiến Công Thầm Lặng của Lâm Nhất Phương, rồi tiếp tục nữa cái tuần mà đã được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả đó là Vụ Án Mã Ngu. Rồi ôi trời ơi, nhắc tới Vụ Án Mã Ngu là coi như là sao ta, một sự chấn động trong bộ môn cải lương. Đoàn 284 ngày xưa là lúc đó là số 1 đó. Đó bán vé vậy thì mình cũng cầu mong mình phân nửa thôi, nhưng mà khi mà vở tuồng này mà hát lên rồi công bố rồi, hình như là có một cái vở tuồng đó thôi mà cứ hát hoài, mà không phải là hát và một lần mà đi tái diễn đi rồi cũng trở lại cũng một tuần lễ hát hết tuần đó. Bây giờ sẵn các bạn trẻ ở đây thì thật ra nghe cái tên nhưng mà không có biết tới cái nội dung, anh chị sơ lược về cái nội dung. Dạ, đây là một câu chuyện có thật nha. Bắc Tám Dĩ là phó giám đốc công an kể lại cho tác giả Đăng Binh viết lên một vở tuồng này. Đây là một cô gái xinh đẹp là hát hay ở phòng trà, chồng thì cũng là một cái người cũng còn vừa đi học mà đi làm kiếm thêm thôi, hai vợ chồng rất hạnh phúc. Mỗi đêm ở tại vũ trường á thì có một anh chàng anh lọt vào mắt xanh của ảnh, nhưng ảnh là một tướng cướp. Anh yêu cô này tha thiết và ảnh bắt cô này phải làm vợ ảnh, trong khi cô này không đồng ý, không có nhận tiền, không gì hết. Thì cổ mới tự tiệt, thì ổng nói nếu mà tự tiệt thì chồng mày phải chết. Mà lúc đó thì hai vợ chồng đi du lịch ở Đà Lạt á, thì đại ca lại đi theo và bắt đầu xử luôn. Xử chồng, rải bột độc vào cho mắt đó. Mù và hả cướp vợ. Lúc mà cô ấy bắt về ở với lại tướng cướp á, thì đã có thai với lại chồng rồi. Thì anh chàng tướng cướp anh mới biết được cái câu chuyện này không phải là con của anh, nên anh cho người ta quăng xuống sông. Nhưng mà may anh tài xế, anh là người nhân đức,
Anh mới đem giấu, anh mới đem về cho một người thân anh nuôi. Và sau lớn lên thời gian mười mấy năm trời mới gặp lại nhau. Đó là đoàn kết. Ôi, nhưng mà lúc đó người chồng còn thấy đường không? Lúc đó thì không có thấy đường lắm. Phải nói là vợ Tuồng ấy thì rất là hạnh phúc, vì Châu Thanh và Phương Hằng đã được khán giả đến bây giờ. Mỗi lần đi hát đâu thì cũng gặp Châu Thanh, Phương Hằng cũng yêu cầu hát lại Vụ Án Mã Ngu. Nhờ thầy Đoàn Bá viết lên và đã chỉnh sửa dàn dựng đạo diễn. Và lúc đó em còn nhớ là thầy nói là Phương Hằng ơi con trúng số đỏ. Nói ủa con đâu có mua vé số gì đâu con trúng số. Cái nói không, trong một đời nghệ sĩ đó là có khi người ta hát cả đời mà không có một cái vở Tuồng Tâm Đắc. Mà con được cái vai này, được cái vở này là con trúng số đỏ. Con tin thầy đi. Phải nói là rất nhớ ơn. Nhớ ơn những người mà đã viết lên Tuồng. Rồi nhớ ơn những người đạo diễn. Là những người họ rất là không có độc quyền. Donny đóng dài cho mọi người. Người nào có những cái gì hay thì đưa ra cái đó. Thế Vụ Án Mã Ngư diễn bao nhiêu năm ạ? Hình như là diễn tới bây giờ đi hát cũng vẫn còn yêu cầu Vụ Án Mã Ngư. Hình như là nó sống mãi hay sao? Nhưng mà người thì mới lớn, người thì đang tuổi xuân thì, rồi gặp nhau, rồi đóng vai vợ chồng, tình tứ. Không biết ở lâu bên cạnh nhau vậy có phát sinh tình cảm gì với nhau. Về cái tâm đắc và về cái ăn ý thì anh Châu Thanh đó là một cái giọng ca. Với em, với Phương Hằng cũng giống như là hai cái giọng ca này làm như nó có hòa quyện với nhau. Và trong nghề nghiệp giống như hiểu thấu với nhau. Cho nên là em đưa ra một cái ý kiến gì hoặc là anh Châu Thanh đưa ra cái ý kiến gì đó là hình như là nó sẽ ăn rơ với nhau. Ôi, cho nên chính vì vậy đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á. Cái thời gian mà cộng tác chung với Đoàn Trung Hiếu á, cái sự âm thầm mà hai người đua nhau vui lắm. Mỗi sáng thì ưa luyện. Thì nghe Phương Hằng bắt đầu bữa sau cũng có cái câu đối lại liền. Không chừng hả, bữa đó thí dụ như ai hát vỗ tay nhiều thì bên người này sẽ buồn. Cho nên mình phải tìm một cái gì để mới. Mà hồi xưa là em nhớ là khi mà mình viết cái giọng cổ đó đó, mình ca một cái câu hơi dài đó thì tối mình còn phải xem những người khán giả có cổ vũ mình nhiều hay không. Thấy mà không có cổ vũ nhiều thì mình sẽ đổi lại qua một cái cách khác, phiên bản khác. Dạ, cái lần sau này mà mình thấy là khán giả tâm đắc và cổ vũ nhiều hơn, thì bữa đó là thấy là khán giả đã đồng tình với mình, cho nên là giữ cái câu này lại. Hay quá, tuyệt vời. Thưa quý vị, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, quý vị đang náo nức muốn nghe trích đoạn Vụ Án Mã Ngư bây giờ phải không? Nhưng mà trong cái trích đoạn này nếu mà Phương Hằng hát mà thiếu Mã Ngư không được, em phải làm Mã Ngư đi. Trời đất ơi, Ngọt có làm được không hả? Được. Trời ơi, trời ơi, cái giây ác hơn quý vị. Tiền đâu? Đưa cũng không có đàng hoàng. Cái gì có bao nhiêu đây? Trời đất ơi, hai đêm khoái lạc mà mày không moi được tiền của người ta mà kiếm có bấy nhiêu đây à? Ông có thể bán tôi vài đêm nữa cho những thằng khác. Nếu ông thấy số tiền này quá ít, bây giờ tôi là vật mua bán của ông mà. Mày đi đâu? Tôi vào với con tôi. Con mày? Con mày tao đã thả trôi sông rồi. Mã Ngư! Mã Ngư! Trời ơi sao nỡ giết chết con tôi. Miệng sữa còn môi có tội tình gì. Tay nỡ nào đi cắt suốt lìa xa. Ôi con ơi, đời mẹ chỉ có con là nguồn vui, là lẽ sống sau cùng. Mà sao con nỡ
Con của tôi đâu? Con của tôi đâu? Con. Nên đi con, hãy ngủ đi con. À ơi à, à ơi à, con tôi khát chờ bố tay, ai cho bố thép, ai cho bố thép ngày dài. Nên đi con, ngủ đi. Dương ơi, hãy tha thứ cho em. Em không làm tròn bổn phận. Anh ơi, dục mau của chúng mình, chúng đã cướp mất con đâu. Mất con rồi em biết sống sao đây? Nỗi đau đớn, nỗi nhục nhằn đài đó linh hồn và thể xác. Anh Dương ơi, anh đã bao đêm bao ngày mong ước. Ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Anh Dương ơi, nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ? Để tình chung thủy này thành lỡ cái gió buồn. Anh Dương ơi, phân ly này thiên thu, trời cao ngôi sao nở gây đón trường. Anh Dương ơi, em còn sống em đã chết. Quanh ơi, em có biết là Thanh Bạch cảm nhận rằng vở tuồng này nó không hề cũ với thời gian, mà nó vẫn còn hiện thực trong đời sống của chúng ta hiện nay. Và đây là bó hoa tươi thắm sẽ gửi tặng đến người bạn diễn ghi dấu trong lịch sử cải lương nước nhà, một trang sử đẹp không bao giờ phai. Cảm ơn em. Anh nhận đi. Tặng anh. À, cảm ơn Phương Hằng. À, chúng tôi rất vui mừng là được gặp lại nhau, dù trên sân khấu này đã ba mấy năm rồi. Và chúng tôi rất hạnh phúc vì được khán giả luôn yêu mến Châu Thanh, Phương Hằng. Đó là một điều cảm xúc, là tại vì mình làm nghề mà được cái tình thương của khán giả dành cho người bạn diễn mình với mình, đó là một điều hạnh phúc vô cùng. Chúc cho Phương Hằng lúc nào cũng nhiều sức khỏe, giọng hát lúc nào cũng thật hay, mãi mãi là một giọng ca tuyệt vời. Không phải riêng mình Châu Thanh cảm nhận về Phương Hằng, mà tất cả bạn đồng diễn, bạn đồng nghiệp cũng vậy. Bây giờ anh chào Phương Hằng nha. Dạ. Xin chào. Cảm ơn anh đã đồng hành với em, và cũng cảm ơn anh là một người bạn diễn ăn ý với em. Từ giọng ca cho đến đứng trên sân khấu diễn,
Em luôn chúc cho anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc, rồi để mình còn đứng trên sân khấu dài dài để mà gặp nhau. Châu Thanh cũng phát nguyện nếu mà có kiếp sau cũng cho Châu Thanh được tái sanh lại trần gian này cũng là Châu Thanh nữa, chứ đừng thành Châu Cháu. Châu Thanh cùng với Phượng Hằng sánh đôi mãi mãi trong tình yêu thương. Wow, cảm ơn Thanh. Cảm ơn hay anh quá. Phượng Hằng còn nhớ hết tất cả những cái huy chương giải thưởng mà mình đã được trao tặng hay không ạ? Trong cuộc đời em hát nè, rồi mình về Trung Hiếu, rồi mình được những giải thưởng Trần Hữu Trang. Yeah. Năm 92, kế tiếp nữa thì năm 95 và 96 thì em nhận được cái giải thưởng xuất sắc. Cái giải thưởng xuất sắc đó là em cũng chưa không có dự định là em thi. Em không đăng ký, mấy chú điện lên, mấy chú trên hội nói: "Ủa sao Phượng Hằng sao con không đăng ký thi vậy? Nói, trời ơi, cái bụng của con dày sao con thi được?" À. Là lúc đó em đang ăn bầu 6 tháng mấy rồi. Thôi, con suy nghĩ cái giai nào mà cho nó phù hợp đi rồi con thi chứ bỏ cái giải này uổng lắm. Em nhờ ba Nga đó, là đạo diễn Quỳnh Nga. Quỳnh Nga. Ba cũng chỉ trao chuốt lại cho em là cái vở Hoa Đất, ba chỉ từng chút một, và đợt đó thì em thi và em được cái giải xuất sắc. Lúc mà em nhận được ưu tú là mình cũng rất là hạnh phúc. Đợt trước là em không được thì nhiều người hâm mộ và những khán giả người ta nói: "Ô, tại sao mọi người có mà Phượng Hằng chưa có vậy?" Thì nói chung là nó không sớm thì muộn, cái gì mình đã đạt được thì nó cũng sẽ được xã hội công nhận. Đối với Phượng Hằng trong giai đoạn này thì những cái công việc, những cái dự án và dự định của mình sắp tới là gì ạ? Sắp tới của em thì tham gia những chương trình của đài truyền hình. Chẳng hạn như em đi giám thi dưới Sóc Trăng, cải lương thì làm vườn hay là làm nông vẫn lên hát được. Có khi người ta chăn vịt, nuôi vịt rồi xong xuôi người ta bỏ đó, người ta đi thi. Các em sinh viên ở bên trường có cái nhóm Tiếp Bước Trăm Năm. Có nghĩa là bé muốn đưa những cái truyền thống của mình vào trường đại học để mà phục vụ. Nghe như thế thì cũng có ý nghĩa, và mình cũng trong lòng mình cũng muốn là không phải riêng tớ bây giờ mà còn những người tớ trẻ, những mầm non, những thế hệ sau này sẽ tiếp bước với mình. Rồi bây giờ xin mời các bạn sinh viên cùng với nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng ạ. Xin mời. Các bạn có đam mê cải lương thì với chương trình này Phượng Hằng sẽ tiếp sức cho các bạn để có thể sắm sửa phục trang, đạo cụ, mọi thứ để cho nhóm mình có khả năng, có động lực để phát triển hơn. Đây, đứng gần thôi đại diện đi con. Và các bạn sẽ có cơ hội, cái 5 triệu đồng này chỉ là một sự động viên khích lệ, nhưng quan trọng rằng cái niềm đam mê các bạn sẽ được bùng cháy và có những vở diễn, có những tiểu phẩm để thỏa lòng mong ước của mọi người cũng như thỏa đam mê cải lương của các bạn. Và rất ngưỡng mộ các bạn rất là trẻ và yêu mến cải lương. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho nhóm. Còn anh Thanh Bạch xin được thay mặt chương trình gửi bó hoa tươi thắm này đến nhân vật của ngôi sao đương thời. Các bạn thân mến, hãy đón xem chương trình vào lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và đừng quên vào ngày hôm sau sẽ phát lại lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Thay mặt đài truyền hình Vĩnh Long và công ty Sen Vàng, xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã yêu mến đồng hành với chương trình. Đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, đời người nghệ sĩ lộng lẫy nhất không chỉ là những ánh hào quang trên sân khấu, mà còn là hành trình đầy thử thách trong suốt sự nghiệp rực rỡ của mình. Thanh Bạch sẽ đưa quý vị đến với những câu chuyện chỉ có trong Ngôi Sao Đương Thời. Thưa quý vị, nhiều người chúng ta luôn tự hỏi một đời người là bao nhiêu? Em ơi, 60 năm cuộc đời, 70, 80, 90 hay là 100 năm? Thanh Bạch nghĩ rằng đời người không quy ra con số, mà nó được thể hiện bằng những điều mà người ta cho đi, những điều mà chúng ta nhận lại. Có một người nghệ sĩ, một đời của anh ấy dành cho nghệ thuật cải lương, và anh cũng nhận lại rất nhiều từ nghề nghiệp của mình. Ngày hôm nay trên đại lộ ngôi sao bây giờ sẽ là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn.
Anh ơi, ngoài cái kỷ niệm chung, mình còn kỷ niệm riêng trên những chặng đường lưu diễn mang lời ca tiếng hát cải lương của Việt Nam ra nước ngoài. Thanh Bạch và danh ca Thanh Tuấn diễn chung một vở tuồng cải lương, quý vị có tin không? Chốc lát nữa đây, chúng tôi sẽ chia sẻ những cảm xúc với nhau cùng tất cả quý vị. Chương trình này do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý vị sẽ có cơ hội xem lại vào ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Còn bây giờ thì là giây phút để Thanh Bạch và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn sẽ cùng trò chuyện với nhau. Anh Thanh Tuấn thân mến, có lẽ với mấy chục năm cống hiến cả tuổi thanh xuân cho mình biết bao nhiêu vai diễn và biết bao nhiêu thế hệ khán giả say đắm cải lương đã công nhận anh là nghệ sĩ của nhân dân rồi. Nhưng mà đến một cái cột mốc khi được nhà nước công nhận là nghệ sĩ nhân dân thì lúc đó cảm xúc của anh như thế nào? Thanh Bạch ơi, trong cuộc đời làm nghề, sự đóng góp và cống hiến cho khán thính giả đó là bổn phận và trách nhiệm. Mong sao đem lời ca tiếng hát phục vụ cho đời, phục vụ cho tất cả những người yêu thích cải lương nói chung, yêu thích giọng ca Thanh Tuấn nói riêng được hài lòng. Đó là cái tâm nguyện của những người nghệ sĩ như Thanh Tuấn. Đi hát, đi diễn, làm nghề, cái chính thì không ai nghĩ tới để đạt một danh hiệu cao quý nào hết. Nhưng mà khi được có danh hiệu nhà nước ban tặng thì đó là một điều hạnh phúc rất là to lớn. Không còn gì vui sướng hơn, không còn gì hạnh phúc hơn khi một người nghệ sĩ đạt đến nghệ sĩ nhân dân là chấm hết của cái danh hiệu của cuộc đời nghệ sĩ. Có nhiều nghệ sĩ cải lương thì xuất phát từ cái truyền thống, cái nôi của gia đình. Như nghệ sĩ Thanh Nga là từ đời ông rồi tới đời ba của nghệ sĩ Thanh Nga vân vân. Còn nghệ sĩ Thanh Tuấn thì có như vậy không ạ? Thanh Tuấn một thân một ngựa là thích ca hát từ năm 8 tuổi. Ở quê bọc bạch rồi nghe đĩa của các vị cha chú ông ngày xưa, như là của Cầu Mười Úc Trà Ôn, của Úc Bạch Lan, của Tình Được vân vân, mà Thanh Tuấn yêu và tự nhiên đi vào lòng người hồi nào không hay. Đến khi Thanh Tuấn đặt chân vào Sài Gòn 1963, và từ đó Thanh Tuấn yêu ngành nghề cải lương, tự học, tự rèn luyện và tự đích thân một mình, một thân đi tìm thầy học đạo và đi hát. Giờ đây được thành danh đó là điều hết sức là hạnh phúc tổ nghiệp đã ban cho Thanh Tuấn. Cái giai đoạn mà bỏ quê để vào Sài Gòn rồi tìm thầy học, anh tìm bằng cách nào? Đi đến các đoàn hát hay là hỏi thăm, hỏi lom ai đó để biết thầy nào để dạy? Nói chung cái gì mình yêu á, bằng mọi cách mình cũng phải tìm cho được. Ngày xưa thì thật sự là không có báo, không có báo đài, không có gì để mình tìm. Nhưng mà từ cái chỗ yêu thích, mình tới mấy cái rạp hát. Hồi đó cái rạp Thủ Đô là Thanh Tuấn làm cho tiệm thuốc Bắc ở gần đó. À, tức là phải có cái nghề sinh sống đó, trước cái đã. Thanh Tuấn làm cho tiệm thuốc Bắc ở trong quận 5, tại rạp Thủ Đô. Thuận Kiều, gần sát rạp Thủ Đô. Dạ. Mỗi đêm đó, các đoàn về diễn đó, thì Thanh Tuấn canh mà khi xả vàng á, thì vào coi. À, thưa quý vị, cái sự xả vàng ở đây thì cái thời cải lương là như thế này. Tức là người ta giữ cửa rất là kỹ để bán vé, nhưng mà đến mà nửa tuồng trở về sau rồi để đi ra đi vô cho nó thoải mái thì người ta không có quan trọng cái chuyện bán vé nữa. Thì lúc anh Thanh Tuấn đợi lúc đó đó là vô xem, đúng không? Đúng. Khi mà ta không còn gác cửa nữa thì mình chạy vào xem. Từ đó thì cứ mỗi đêm khi có đoàn diễn ở Thủ Đô, đặc biệt là Thủ Đô, Thanh Tuấn nhớ như in là kỷ niệm trong đời, thì xem đoàn nào về Thanh Tuấn cũng xem hết. Thì mê quá mà chỉ biết cái đoạn cuối thôi. Đoạn cuối thích đến để nghe ca là chứ. Chứ hồi nhỏ thì cũng chẳng biết tuồng gì đâu, chẳng biết nội dung gì đâu, nghe cách hát, nghe ca là thích chứ. Nghe ca. Có một hôm mình bảo gan mình đến mình hỏi, đến sau á đi lũi ra sao hỏi được mấy chú cô bác nói cháu thích cái nghề này, muốn đi học sao, ca sao. Thì cũng may mắn là có những người ta chỉ, người ta cũng quen được mấy thầy đó, nó bây giờ con đến đó đó
Thì tại mình mới lúc đó 13 tuổi thôi, 14 tuổi. Thì đến địa chỉ đó thì người ta chỉ, thì Thanh Tuấn mới nhớ được. Và Thanh Tuấn đi tìm thầy đầu tiên là thầy Út Trọn. Thanh Tuấn học chỉ có 3 tháng thôi. Thanh Tuấn 3 năm 6 bắt tất cả bài quán mà đi. Thanh Tuấn là dự lớp thi của thầy, ra trường đọc điểm số 1. Anh ơi, nhưng mà trong thời gian đó anh vẫn còn đi bán thuốc bắc rồi tranh thủ thời gian đi học đúng không? Lúc đó là anh đổi nghề bán thuốc rồi mày. Anh đang ghế, đang ghế may. Thì sau đó 3 tháng thì thầy nó ra trường. Thì anh đi tìm thầy tiếp để anh học cái đề luyện sân khấu. À, học ca cho vững rồi. Rồi. Bài bản vững hết, Nam rồi. Bắc vững xong hết rồi. Rồi. Học diễn xuất. Diễn xuất, học và tìm thầy để đưa đi sân khấu. Wow. Thì anh mới tìm được thầy Bảy Trạch, là thầy dạy cho Minh Vương. Thì anh cùng qua đó và học chung Minh Vương. Thì rồi thầy đưa đi sân khấu luôn. Thì các đoàn nhỏ nó về nó mời. Thì thầy cung cấp những cái mầm non trẻ 14, 15, 16 cho những đoàn đó. Thì anh là được giây phút là đưa đi các đoàn miền Trung. Vương thì nó về Kim Trung. Cái thời anh bắt đầu vô đoàn mà đi lưu diễn miền Trung á, thì có mời người thân của mình đi coi không? Em ơi, người ta lúc đầu anh chưa nổi tiếng thì chẳng ai biết anh là ai. Dạ. Thì đi hát để đi hát thôi. Dạ. Chứ cũng chẳng ai nghĩ tới mình là gì. Nhưng mà xuống cầu Vọng Cổ khán giả có vỗ tay không? Nhưng mà khi anh bắt đầu anh có tên, anh ra diễn ngoài đó rồi. Dạ. Thì bắt đầu là khán giả anh viết tại quê hương anh diễn rất nhiều đêm. Thì khán giả hoan nghênh và đón nhận một người con của quê hương xứ sở để về làm rạng danh cho quê hương. Hạnh phúc. Bắt đầu từ đó. Từ đó. Và khi nào thì khán giả biết đến cái tên Thanh Tuấn, và Thanh Tuấn có phải là tên thật của anh không ạ? Tên Thanh Tuấn có là thập niên 70. Sau 19 anh mới có tên Thanh Tuấn. Là ai đặt ạ? Đó là khi anh về đoàn Hương Mùa Thu của chú Sáu Thu An. Thu An. Thì anh về, năm đó anh về anh hát kép chánh với chị Ngọc Hương. Mặc dầu chị lớn anh từ 5-6 tuổi. Dạ. Nhưng mà chú Sáu vừa về đào tạo thì về đặt cho anh lại cái tên là Thanh Tuấn. Lúc đó anh tên là Hoài Trúc Linh. Hồi cái thời mà anh đi hát lúc đầu á, là lấy tên Hoài Trúc Linh. Hoài Trúc Linh. Rồi sao, tại sao lại bác lại đổi là tên là Thanh Tuấn? Anh có cái kỷ niệm là người em trai của anh á, Thanh Hậu, cũng đi hát với anh. Dạ. Sau này đi hát sao thôi. Cho nên là cuộc đời anh là một mình một thân thế gió. Sau đó em nó mới theo. Thì Thanh Hậu về Hương Mùa Thu với anh. Thì Thanh Hậu... anh nói Hậu bây giờ mày góp ý anh chọn cái tên gì, bỏ tên Hoài Trúc Linh đi. Thì Hậu viết hai tên là Thanh Tuấn và Phi Châu, nghệ sĩ Phi Châu và Thanh Tuấn. Thì đưa lên cho chú Sáu, chú nói thôi lấy tên Thanh Tuấn đẹp quá, Thanh Tao Tuấn thôi. Thì chú Sáu kết cái tên Thanh Tuấn vô và thu đĩa năm 1968 luôn, 69 luôn. Và từ khi thu đĩa có nghĩa là tên tuổi và giọng hát của nghệ sĩ Thanh Tuấn đã bắt đầu len lỏi vào trong tim, trong tình cảm của khán giả và tìm nghe. Và hỡi mà cái đĩa mà bán càng chạy thì là nhà sản xuất càng phải thu nhiều bài để đáp ứng cho nhu cầu. Đúng. Dạ. Thì sau đó là anh thu cái vở đầu tiên chú Sáu về cho anh thu đó, cái vở là Người Câu Bóng Trăng. Dạ. Là của chú Sáu viết và anh là người hát kép chánh. Kế tới là bài vở tuồng Khói Sóng Tiêu Tương. Wow. Anh tôi với anh Thành Được, chữ Bạch Lan. Thời kỳ đó là những cái bữa tuồng đầu đời. Và cùng với những tài danh đó, lấy lưng rồi. Lấy vào đó. Và những cái tuồng nào đã đánh dấu tên tuổi của nghệ sĩ Thanh Tuấn trong lòng khán giả? Nếu nói tuồng cải lương đó, thì anh có rất nhiều tuồng nổi tiếng. Người Tình Trên Chiến Trận, Ai Khắc Chu Sa, Đường Gương Nguyên Bá, Thế Tử Ngưu Châu, Lỡ Bước Sang Ngang, Lam Sinh. Tức là vừa là xã hội tâm lý đây, vừa màu sắc là xã hội, màu sắc xã hội, hương xa, hương xa màu sắc đó. Rồi xa, sau đó là sau năm 1975 thì cái vở để lại dấu ấn trong lòng người đó là vở nổi tiếng Tìm Lại Cuộc Đời trong vai Đại Quý Quy Bình. Cái đó nó là một cái sự hoán chuyển ngoài sức tưởng tượng của người xem. Anh có hát một câu nào trong Tìm Lại Cuộc Đời không được anh Tuấn? Anh hát một câu cho nó lối. Làng, làng ơi, xin em đừng nhìn anh như người xa lạ. Anh vẫn là anh, vẫn là mình của làng thuở trước. Vẫn cuồng say nồng nhiệt như cái thuở ban.
Anh cũng biết thương em, nhớ mẹ. Anh xót lòng trước thảm họa chiến tranh. Nhớ ngày xưa anh cũng làm thi sĩ, ca ngợi tình ta như tranh nước mấy ngàn. Rồi một sớm anh đi, anh đi là để đem vinh quang về cho cha mẹ. Anh đem hạnh phúc cho lứa đôi tháng ngày mong đợi. Nhưng có ngờ đâu giờ đây giữa chúng ta lại có bức tường thành nào ngăn trở. Đau xót nhìn nhau mà xa cách đi buồn trong. Làng ơi, xin em đừng hiểu anh là kẻ bạc nghiến vô tình. Hình bóng em bị chập chờn trong tâm đau, nỗi xót đau cứ quằn nặng ở lòng anh. Anh không muốn mất em, anh không muốn em dấn thân vào một con đường vô nghĩa. Nếu dù ngày nào đó đó họng súng của anh sẽ bắn vào em. Lặng ơi, nếu em ngã xuống thì tim anh thành băng giá vì xót đau và bao nhiêu nỗi đau. Anh ơi, nếu xét về mặt tiếng nói sân khấu á, thì đây là những bài tập lúc anh nói lối á, là nó kinh khủng khiếp lắm. Tại vì giọng anh rất là vang, nhưng mà không phải phải vang hết tất cả cái câu. Như vậy thì nó bị chói, nó bị khó chịu. Nhưng mà lúc nào lớn, lúc nào nhỏ, là hồi xưa thầy ca dạy cho anh, hay là sau này nghề dạy nghề, rồi anh đặt cảm xúc mình vào, khi thì lan như thế này, khi thì lan rất là gần, khi thì lan rất là xa, thì tất cả những cái đó, ai là người hướng dẫn cho anh? Ngày xưa nghe đĩa của các vị cha chú ông, em phải nghiên cứu từng nội dung, từng cái chữ, từng cái lớp lan. Thanh Tuấn là người nghiên cứu và đã đặt ra dấu sắc quyền hỏi gánh nặng là của riêng nghệ sĩ Thanh Tuấn, và anh đã làm được dường như điều đó cho chính anh, và anh cũng truyền đạt lại cho cái hậu duệ của anh. Cái trường phái Thanh Tuấn giờ này rất là nhiều em, nhiều cháu ca giống anh, là cũng lấy nghiên cứu từng cái ngũ cung, dấu sắc, dấu quyền, dấu hỏi ngã nặng là của Thanh Tuấn, để các em đem vào cho em những cái hay riêng của cá nhân em, rồi lấy của Thanh Tuấn cộng vào. Cho nên là những cái hay đó giữa Thanh Tuấn và của cá nhân đó thành một cái trường phái mà giọng ca riêng của các em có lòng những chữ hay của Thanh Tuấn. Một cái điều mà động lại rất là lớn mà mọi người cũng rất là quan tâm, giọng nói của anh bây giờ nó cũng vang, không có kém gì thời xưa hết. Là một sự bẩm sinh hay là luyện tập của anh mà nó giữ được nữa chứ? Theo thời gian có thể bị mòn dây thanh, có thể bị rè, có thể bị sét, nhưng anh thì không. Nghệ sĩ điều đầu tiên là giọng bẩm sinh. Em có giọng hay, giọng đẹp, bẩm sinh, rồi em luyện, em nghiên cứu, em chịu khó học hỏi thì em mới trở thành là đạt chuẩn của một nghệ sĩ lớn, và trong đó là một danh ca như anh. Đặc biệt là em phải đầu tiên là em phải có bẩm sinh làn hơi tốt, dây tuyến thật là chuẩn, em mới học, em mới nghiên cứu, em trau dồi. Còn giọng ca mà không có yếu thì chẳng làm gì. Anh hôm nay giờ này anh còn giọng này là anh nghĩ rằng tổ nghiệp đã ban cho Thanh Tuấn một cái cuốn phổi, một cái dây thanh quản lớn to, có thể là nằm ở cái chuẩn mà tổ nghiệp đã chỗ anh. Mọi người nghe anh hát nhiều, nhưng mà ít người biết anh cũng là người sáng tác, cũng là soạn giả. Thì cảm hứng từ đâu mà anh đã viết lên những cái vở tuồng, những cái bài ca được về anh Tuấn? Thật sự ra thì Thanh Tuấn biết viết, có tâm hồn, có suy nghĩ viết
là từ năm 1965. Ngay từ thuở ban đầu. Sau luôn. Khi đi diễn một năm vào ngày năm thì Thanh Tuấn đã thích viết và yêu viết. Khi đó thì Thanh Tuấn viết được kịch bản Cuối Nẻo Đường Yêu. Và viết cái sử, Thanh Tuấn đọc được cái sử của Mạc Mậu Hộp. Thanh Tuấn viết được cái kịch bản sử Mạc Mậu Hộp. Thì Thanh Tuấn viết được hai kịch bản. Thì hai bữa đó Thanh Tuấn viết xong hết thành hai cái quyển tập. Và nó viết tập học sinh á, thì viết đầy hết xong hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà Thanh Tuấn vẫn để đó cất đó và cuộc đời là đi hát. Đại đại, không nghĩ tới nữa. Đến năm 1996 thì cái cơn lũ á, ngập tràn trắng xóa miền đồng bằng sông Cửu Long. Thì Thanh Tuấn lúc đó đi diễn dưới đó. Thì Thanh Tuấn mới cảm nhận được cái tình của bà con, cái mất mát, cái gian khổ, cái đau thương. Thanh Tuấn mới viết cái bài là Cơn Nước Lũ. Và sau đó rồi cũng lại thôi, tiếp tục đi hát. Tiếp tục đi hát thì sau cái cơn bão số 5 thì Thanh Tuấn nhìn thấy, tức là TV chiếu đó, bao nhiêu cảnh tang thương. Thanh Tuấn có viết được cái bài Cơn Bão Biển. Và bài Cơn Bão Biển đó Thanh Tuấn thu cho Hạng Dĩa Việt Nam. Địa đó thì năm đó 98 Thanh Tuấn đi với Thanh Bạch bên Australia đó, yeah. Là Thanh Tuấn bán mấy ngàn cuộn băng năm đó Cơn Bão Biển. Rồi sau Thanh Tuấn viết tiếp liên tiếp liên tiếp. Tới giờ này Thanh Tuấn viết trên 80 bài ca lẽ. Anh Tuấn ơi, có phải ngày xưa đó mà đánh giá ngôi sao là thông qua những cái hợp đồng độc quyền của các đoàn không anh? Ngày xưa thì lúc anh Vinh Kim Trung á, công ty Kim Trung á, dạ. Cậu Long á, Bầu Long á, mời nghệ sĩ về cộng tác cái hợp đồng đó là cậu nhìn được cái tương lai của một người nghệ sĩ đó, mời ký 1 năm, 2 năm, hay 3 năm tùy theo cái đánh giá của người bầu. Cho nên đánh giá qua nghệ sĩ là qua một cái khả năng, tài năng và cái giao kèo là cái nơi ràng buộc, ràng buộc của khả năng của người nghệ sĩ đó. Hồi xưa anh ký với đoàn Kim Trung là bao nhiêu và mấy năm? Anh ký lúc ra năm đầu tiên là anh ký với nó là 2 năm. Dạ. 2 năm. Với giá là bao nhiêu cái giá? 2 năm, năm đó là anh ký 2 năm 1971-72. Là lúc đó là anh ký 2 năm là 800 ngàn giao kèo. Đời sống kinh tế coi như cải thiện hoàn toàn rồi. Hoàn toàn. Dạ. Anh có rước người thân, anh chị em ở ngoài miền Trung vô hay như thế nào? Mẹ đồ vào số. Mẹ vào hết mẹ luôn. Dạ. Anh mẹ, chỉ có mẹ và em thôi. Đặc biệt là mẹ đó, khi anh mời vô để sống chung thì cái cảm xúc của mẹ như thế nào? Đi biền biệt rồi tới một giai đoạn mời mẹ vô. Mẹ có một thời gian anh đưa đi theo đoàn. Theo cho bà cho vui. Dạ. Lúc đó thì năm 1970 mấy thì lúc mẹ cũng còn trẻ. Chứ bây giờ là mẹ hơn 100 tuổi rồi. Mẹ không còn. Như vậy thì mẹ cũng mãn nguyện về đã sinh ra một người con và mang lại không những vinh quang cho dòng họ mà cho cả Việt Nam nữa. Anh ơi, bây giờ có một trò chơi nho nhỏ nha. Thưa quý vị, bây giờ thì Thanh Bạch xin mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn chuẩn bị thi một cuộc thi mini cho một tràng pháo tay cổ vũ. Thật ra thì anh sẽ nghe bật một đoạn nhạc bất kỳ và sau đó đoán xem là tuồng gì. Wow, đây là những tuồng có ghi dấu ấn của anh trong lòng khán giả đã lâu năm rồi. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn nhạc thứ nhất. Ơi Tây Thi, cô bé của ta, sao bóng dưng đi đoạn tâm phù. Mười mấy năm dài xa cách đi nhớ thương. Trích đoạn này là một cái vở rất là nổi tiếng, đó là Phạm Lãi Tây Thi. Nếu anh là Phạm Lãi thì Tây Thi là ai? Một cô đào rất là khả ái, một cô đào mà hiện tượng tới giờ này vẫn còn được tất cả khán thính giả đón nhận với tình cảm thân thương, đó là cô đào nữ nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Yeah! Đây là một cái tuồng cổ trang mà là nó làm sai đắm biết bao nhiêu con tim của những người yêu nghệ thuật, nhất là nghệ thuật cải lương. Anh Thanh Tuấn thân mến, trí nhớ anh quá tuyệt vời, nhưng mà thử thách càng ngày càng khó hơn. Kẻ mình yêu lại hận hờ xa lạ thì còn niềm đau đớn yêu.
tất gan mà như vạn lý quang sang. Tình cấm nín nên tình đành tuyết dòng. Với vợ cải lương này là một vợ cải lương nổi tiếng, cũng rất là nổi tiếng, của năm 1973. Lúc đó là hãng diễn Việt Nam đang rất là thịnh hành về vấn đề băng đĩa. Kịch bản này được khán thính giả rất là thương và giờ này vẫn còn nhớ. Đó là kịch bản Người Tình Trên Chiến Trận. Dạ, cô Đào. Và cô Đào Chánh lúc đó thu, nếu thu băng đĩa, vẫn là Mỹ Châu. Video Lệ Thủy. Chúc hay mừng rồi. Chính xác 100%. Và đây là câu hỏi cuối cùng và cũng là câu hỏi khó nhất. Đề nghị anh bình tĩnh. Tiếng tuôn gì mà dữ dằn vậy trời. Với tuần này thì chắc cũng không xa lạ đối với những người yêu thích cải lương nói chung và yêu mến giọng ca của Thanh Tuấn nói riêng. Đến giờ này người ta vẫn nghe và vẫn nhớ. Kịch bản đó là kịch bản của tác giả Hà Triều Hoa Phượng và kịch bản nổi tiếng được mang tên Đường Gươm Nguyên Bá. Và vai diễn của anh Thanh Tuấn là ai? Anh là Thế Tử Ngũ Châu. Vai nữ là ai mà gây xung đột cho Nguyên Bá và Ngũ Châu đến như vậy? Vai nữ là vai nhân vật Thủy Cúc do nữ nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đảm nhận. Anh ơi, chị Thanh Kim Huệ ở ngoài đời có những điểm xấu nào vậy anh? Huệ đó là chị có cái là cái ưu của Huệ là nhiều. Còn cái nhược của Huệ ít. Vì Huệ đi đâu thì cũng đến đúng giờ. Rồi đến hát xong tròn vẹn những cái trách nhiệm của Huệ. Có bao giờ chị Thanh Kim Huệ hôn anh ở ngoài đời không? Chứ trong tù thì tất nhiên là hai người phải hôn rồi đúng không? Anh nói Bạch nghe thế này. Với cái tình cảm thân thương của người nghệ sĩ đó, thì với nụ hôn mà tất cả con người nói chung ở trên thế giới này, đặc biệt là Việt Nam có phong tục tập quán, nhưng mà những nụ hôn đó đến bây giờ thì cũng chẳng gì là chúng ta cho là phải dữ dằn. Cho nên khi gặp nhau, Bạch ơi, anh hôn em gái. Em làm cascader vậy anh. Còn anh nè, bây giờ nè, anh có xúc giác tốt không? Thí dụ như là ai mà sờ anh á, anh biết người đó là ai không? Đụng anh á, anh biết biết điện không? Đó, đó. Đố anh là nam hay nữ? Nữ rồi. Nữ rồi. Nữ. Nữ rồi. Có liên quan gì với anh không? Liên quan. Không, chắc anh nghĩ là đến cái chương trình này thì những người mà anh gặp là những người cũng rằng thương mến anh mà đến đây. Thấy không các Bạch? Thấy không? Anh nói rồi. Đúng không? Anh xin qua đây. Không, em. Xin qua đây rồi. Này. Thưa quý vị, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Nhớ hình như là có lần có đóng vai ông vua nè đúng không? Dạ đúng rồi. Có. Khi lưu diễn ở Úc Châu. Đúng rồi, 1998. Có rồi, là quý vị ơi, có đóng vai chú Cậu nha. Anh đừng nhắc lại, anh chị đừng nhắc lại. Xấu hổ lắm. 98 mà mình ở bên đó. Em xấu hổ. Chú Cậu. Hay lắm chứ Bạch à. Cô duyên lắm. Dạ thì cái bài hát thì mình ráng mình hát. Đúng. Để mà đúng nhịp, để đúng chữ. Nhưng mà quý vị biết không, khi đi Úc á, thì bây giờ Bạch làm MC trong chương trình ca nhạc và trong đó có diễn trích đoạn cải lương. Nếu diễn trích đoạn thì nó thiếu cái vai ông vua. Mà thật ra ông vua là hát rất là ít mà chỉ nói thôi. Cho nên mọi người đề nghị vậy thôi Thanh Bạch làm luôn chứ rồi. Dạ dạ được, vậy bây giờ em ráng em học cái bài hát một chút đó thôi, còn lại em nói. Mà nói thì không có sao, không có khó. Còn điệu bộ thì mình cũng tạm thôi ha. Cũng được. Được. Tạm. Cái trong lúc diễn có cái câu quan trọng mà ông vua phải xuất hiện. Nếu như vậy thì ngươi hãy rút gươm ra. Thì hỏi ơi, mình làm ông vua khán giả thấy lạ quá, trong cánh gà người ta chui vô hồi nào á, anh lên đây, đây đây chụp hình, cái ta lôi mình riết nó ra xa cái cánh gà, tự nhiên mình cái gì mà rút gươm ra, chết rồi chưa, xô khán giả qua bên, để em ra, tới tuần em rồi, cái ra, thôi, tất cả đừng nói nữa, ta đã hiểu hết rồi, Thanh Tuấn nói, Bạch nó ra sớm, chưa tới lớp mà đã xuất hiện rồi. Tại vì nói chuyện với cái bà chụp hình đó rồi quên rồi. Là bây giờ thôi. Sớm quá. Diễn qua luôn chứ giờ không lẽ chuyển lại. Và đó là kỷ niệm khó quên. Thưa quý vị, và nhân duyên nào thì nghệ sĩ Thanh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Kim Huệ gặp gỡ nhau lần đầu tiên? Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ gặp nhau ở sân khấu chuyên nghiệp. Vâng, đó là
đoàn cải lương Kim Trung. Thường Kim Trung là diễn tuồng kiếm hiệp phải không anh? Chắc chuyên về kiếm hiệp chứ không phải là xã hội. Hiệp. Dạ Lý Hương thì chuyên về xã hội đúng hơn. Đúng rồi em. Rất rất nhiều và rất nhiều. Vì tuồng cổ trang thì ăn mặc rất là đẹp. Đúng. Đó. Thu đĩa tu băng thì Thanh Huệ Thanh Tuấn tu rất nhiều và cũng rồi những năm thập niên 70. Những bài ca cổ nổi tiếng thì Thanh Huệ Thanh Tuấn nhớ. Thí dụ bài ca cổ nào mà khán giả ghi dấu về hai giọng ca của anh chị ạ? Nhiều lắm Huệ. Dạ, dạ rất là nhiều, như là bài Nụ Tầm Xuân, Tiếng Sông Cửu Long, Những Ngày Xưa Thân Ái, Những Ngày Xưa Thân Ái, Mùa Sầu Riêng. Ồ nhiều lắm. Tấm Ảnh Ngày Xưa, vân vân. Tả Từ Trong Đêm. Tả Từ Trong Đêm. Nhưng mà những cái bài đó mình tập để thu đĩa không chứ không có diễn ở ngoài sân khấu. Đúng rồi em. Sau khi sau năm 75 đó. Những năm đó là những năm cái vở tuồng của Thanh Kim Huệ, Thanh Điền viết. Anh Thanh Điền là người bạn đời của đấy, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Thanh Kim Điền là ông xã của Thanh Huệ. Đó là cái vở tuồng nổi tiếng mà cũng đi cũng rất là được khán giả đón nhận thương yêu. Đó là vở Khúc Ly Hương. Ông xã viết kịch bản, bà xã diễn chung với anh Thanh Tuấn. Ừ. Nhưng mà anh Thanh Tuấn diễn cái vai đó rất là độc đáo, có những cái câu ảnh ca mà khi bình thường người ta thì ca cao, cao bổng lên. Nhưng anh Thanh Điền nói là không, bây giờ anh Thanh Tuấn phải đi ngược lại. Đi ngược lại bằng cách là không ca cao nữa mà không hét lên cao nữa, không khoe hơi nữa mà ca thật nhẹ, thật lò. Khi mà Thanh Điền vừa để cái đờn xuống rồi giả từ đứa con để âm bỏ thầm lũ tuổi ra đi thì anh đầu trường anh ca thôi. Anh ca chỉ ca mấy câu dừng lại đi anh, nghe tôi nói đôi lời, lao đi ngân lệ nghẹn ngào cao tuôn trên mắt anh, bây giờ hiểu ra 20 năm trời đắng cay cam chịu một đời riêng mang khổ đau. Ca như vậy nó mới nhức nhối. Đúng, chị Thanh Kim Huệ thấy không? Anh Thanh Điền nhìn thấy được những cái quãng trầm mà đôi khi nếu mà không có người đạo diễn á thì người nghệ sĩ sẽ hát theo cái thông thường của mình là những cái quãng đẹp. Nhưng mà thật ra những cái lạ đó nó là điểm khai thác. Điểm nhấn nó khai thác thêm. Nhưng mà chỉ có anh Thanh Tuấn mới làm được điều này. À đúng rồi. Vì những người khác có khi họ ca trầm không được. Nó tối. Không đạt được. Đúng, đúng rồi. Đúng. Mà anh ca trầm mà sáng. Trầm mà sáng. Theo anh chị thì cái yếu tố nào để giúp đào và kép xứng đôi ăn ý với nhau? Bởi vì ngoài diễn xuất đó còn phải là cái hơi, cái giọng của hai người nữa. Anh và Huệ đó có một cái nhân duyên của người nghệ sĩ. Nếu nói ca thì anh Thanh Huệ là đôi danh ca, đi vào lòng người rất là sâu đậm. Vì hai giọng ca của anh và Huệ đó nó hợp nhau. Những cái luyến lái, những cái chuẩn mực của từng câu từng chữ và biết ý nhau. Khi anh ca thì Huệ hiểu được những cái câu ca, cái chữ của anh. Rồi sau đó Huệ cũng ca và luyến lái theo những cái từ ngữ để cho hài hòa hai giọng ca. Vì thế cho nên tới giờ đây khán giả vẫn còn đón nhận hai giọng ca Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ là ở chỗ đó. Ý kiến của chị Huệ thì sao ạ? Nhiều khi là người ta hay gọi là trời sinh một cặp. Tí anh Minh Dương và chị Lệ Thủy, tại sao mà người ta được é mộ hai anh chị đó? Vì từ diễn xuất lẫn giọng ca là vì hai giọng ca nó quyện với nhau. Chị Thủy thì có chất giọng đẹp, tự nhiên, trong sáng mà nó không luyến lái gì hết. Dạ. Cũng hay. Giống như chỉ ca thẳng thôi cũng vẫn hay. Anh Dương cũng thế. Cái giọng rất là mạnh mẽ, anh không cần luyến lái. Nhưng mà cái ca thẳng cũng vẫn là hay. Cho nên hai giọng ca nó hợp với nhau. À. Còn riêng Huệ với anh Thanh Tuấn là vì anh Thanh Tuấn có cái giọng luyến lái rất là điêu luyện. Có những cái chữ anh bỏ nhỏ, rất nhỏ. Và anh luyến có những cái mà sâu thẳm. Còn Thanh Huệ đu theo đó. Đó. À. Mình cứ truyền theo đó. Hai anh em truyền nhau, truyền nhau, truyền hiểu nhau. Đó. Anh đi tới đâu mình đi tới đó. Ồ. Cái chữ anh luyến tới đâu mình luyến theo tới đó. Wow. Mà có khi những nghệ sĩ khác thì có thể hát không hòa quyện là ở chỗ đó. À. Bây giờ thí dụ đi. Tại vì các bạn trẻ ngày nay nè, như Bạch có quá trình tiếp xúc với cải lương thì Bạch cảm nhận tương đối là trọn vẹn. Nhưng các bạn đó như là một bộ môn mới á, bởi vì cái khoảng cách của cái tuổi của các bạn ấy, cỡ ba mẹ thì rất là hiểu. Nhưng mà tới cái giai đoạn của các bạn ấy thì đã ít nghe rồi. Cho nên anh chị nói thì các bạn đã hiểu theo cái kiểu là mình tưởng tượng ra. Còn bây giờ mình nghe thì mình sẽ cảm nhận hết đầy đủ. Qua tiếng mặt lần, 5-6 ha. Dạ, có thầy Đờn ngồi sẵn. 5 đào, 5 kép 6 đào. Nhưng giặc Mỹ đã tràn qua Tông Xuân, lửa bảo tàng thiêu đốt mây
rào nhỏ cuốc dày đinh dầm nát. Anh quyết đứng lên để bảo vệ quê mình. Bụi tiện đưa anh lên đường vào bộ đội. Em đứng lặng yên không nói được một lời. Chỉ nhìn tôi ở người em gái nhỏ. Em có nghe chiều chiến thu mây lòng bố phương trời. Em giữ cách qua xưa nhưng giữ một mà nụ cười. Nhớ lại ngày nào em kéo nghiêng dặn non và bộ vô tình làm rớt cánh bằng. Để mình quân dùng trắng sáng long lanh giờ con rạch cây tia chạy về tấn đầu. Em ở ngày đất lành chim đầu con sao qua sông con sao đầu yên nhà. Tình đôi ta không thể cách cắn dầu ta chưa nói với nhau một lời. Nhưng em ơi nửa tình yêu đã cháy ngời trong đôi mắt và trải qua biết bao nhiêu tháng đợi năm chờ. Trải qua bao cảnh nắng mưa màu hoa tim tim năm xưa tặng người. Cầm tay nhau mỉm mỉm cười như màu hoa tím trọn đời thủy chung. Trời ơi, nghe tiếng đàn, nghe giọng ca, em nhớ những ngày mình ở bên mẹ bên cha, mà ba thì rất mê giọng cổ, mẹ thì rất yêu cải lương, rồi để cái đĩa ra ngoài hàng ba rồi hát rồi nằm, thì mẹ quạt nướng bánh tráng rồi uống trà. Và tất cả những điều đó nó là một kỷ niệm của mỗi một người với cải lương, nó không thể nào quên được. Và anh chị ơi, trong cái giây phút này, những kỷ niệm gì mà thật là đáng nhớ của hai người, hãy chia sẻ với khán giả đi. Nếu mà nói với kỷ niệm người nghệ sĩ đó thì nhiều lắm. Khi gặp nhau đi lưu diễn đi đó hát. Đó, cái lúc đó mà đi diễn với nhau á, cái thời mà Kiếm Hiệp á, cái thời mà Kim Chung đó, ngày xưa là micro treo kéo qua kéo lại phải không anh chị? Đúng rồi, đúng rồi. Mà cái tuồng Kiếm Hiệp có bao giờ mà mình quánh kiếm rồi chặt đứt luôn cái micro không chị? Có. Vậy đó hả? Có chứ. Trời đất ơi. Giăng luôn. Đó đó. Giăng luôn. Tất nhiên là nếu mà các em kéo micro đó mà đôi khi nó lơ đễn. Dạ. Không đi không. Chứ đúng ra trước khi mà có màn đấu võ đấu kiếm thì các em nó kéo hết lên trên. Kéo hết lên trên cao. Nhưng mà các em nó lơ đễn thì nó lại tự nhiên nó lại phân tâm. Vâng. Nó làm lơ lửng. Dạ. Kiếm á mà đánh dơ cao á thì đôi khi bực kém mạnh rất thì luôn cái micro. Rồi sao? Còn rồi, con cái à? Kéo màn lại. Kéo màn lại. Kéo màn lại. Rồi bắt đầu nói lại. Rồi bắt đầu hát tiếp. Dạ. Có nhiều sự cố đấy mày. Tức là cái vị trí đứng ở những vị trí nào là phải đạo diễn gạch dấu đánh dấu. Đúng rồi. Diễn viên vô cái sen kéo đó. Tới đâu đó. Là làm chuẩn đó. Kéo qua. Là dở thành bạch đúng không? Là dở không? Bước tới mấy câu gì bạch qua là micro di chuyển là chuyển qua. Nó cũng có khi sự cố cũng phù mở. Vẫn có. Phù mở là vô đầu em, vô đầu. Nó kéo cái bụp vô cái đầu chất. Vô cái bụp vô. Ở nó xà xuống thấp quá. Không có, nó sơ ý đó. Nó sơ ý. Làm cái bụp vô đây. Các em nó lơ để nó phân tâm. Có khi vô nó sưng lên. Chị Thanh Kim Huệ đã mang lại một cái không khí rất là tuyệt vời, đầy yêu thương cho anh Thanh Tuấn. Làm mềm mại đi cho anh em chúng tôi để nói chuyện nó khô khan với nhau. Thì có lẽ ở đây, trong quá trình phát triển sự nghiệp của anh Thanh Tuấn, khi diễn chung chắc là khán giả sẽ lầm tưởng là hai người này là một cặp. Đúng rồi, đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Có. Khi mà vui lắm, khi đi lưu diễn á, khi anh Thanh Tuấn á,
À, lúc trước thì ảnh đi cái thấy ảnh đi mình hỏi ủa à, ông đây bà Huệ đâu. Rồi cái khi Tân Huệ đi lưu diễn thì nói ủa bà đây rồi còn ông Tuấn đâu. Người ta nghĩ là ngoài đời đó Thanh Tuấn Tân Huệ là một cặp vợ chồng. Nhưng mà Thanh Tuấn ra đời này đúng, Thanh Tuấn và Thanh Huệ là vợ chồng ở sân khấu nghệ thuật, vợ chồng của nghệ thuật. Còn vợ chồng ngoài đời là Thanh Điền với Thanh Kiên Huệ mới là vợ chồng. Rồi anh Thanh Điền á, có bao giờ phản ứng gì với cái chuyện đó không? Không, không, không. Trong nghề hiểu nhau. Anh Thanh Điền Tuấn còn thân hơn nữa là hai anh em thân nhau lắm. Đó, thành ra cái sự hiểu nhau nó rất là quan trọng trong nghệ thuật và trong cuộc đời. Thì nhìn lại chặng đường đã qua thì chị có cảm nhận gì về cái sự phát triển của một người con miền Trung mà thành danh trong một bộ môn cải lương mà là cái nôi của miền Nam à? Thì anh Thanh Tuấn á, thì nói chung cái chất giọng bẩm sinh rồi. Còn cái người danh ca, trước tiên thì Thanh Huệ nghĩ là phải có một cái chất giọng bẩm sinh nó đẹp sẵn. Cộng theo đó là cái sự trui rèn, gọi là văn ôn võ luyện. Luyện để là có những cái chữ khi thu đĩa với nhau, anh Tuấn cũng tìm tòi là những cái chữ hay, Thanh Kim Huệ cũng vậy, tìm tòi những chữ hay để mà đáp lại đó. Anh Thanh Tuấn thì Thanh Huệ thấy là anh là người rất là thẳng thắn, rất là thương, là quý anh ở chỗ đó. Mà anh đôi khi nóng lắm á, khi tánh rất là nóng, khi đụng chuyện gì là lam xùm đây, nhưng mà vô hại, cái người nóng nhưng mà chút xíu là hết. Nhưng mà người nghệ sĩ đôi khi là phải có cái tính chất đó. Bởi vì Thanh Bạch cũng hiểu là người nghệ sĩ nó đa dạng khi bước ra sân khấu. Đôi khi cái mình khóc đây nè, vừa khóc đây cái mình phải giận liền, đúng không? Khi mình giận liền, mình đang tức tối mình la hét, nhưng mà khi nghe có tin gì đó là mình phải nước mắt rơi xuống liền. Thì cái tâm trạng mình thay đổi liên tục. Người nghệ sĩ phải có tâm hồn nhạy bén mới đáp ứng được những cái diễn xuất đó. Và thưa quý vị, đối với các bạn yêu nghề diễn xuất thì vừa rồi là những cái giây phút rất là quý giá. Các bạn sẽ học được ngay tại trong chương trình này, chứ không cần phải đến một ngôi trường chuyên nghiệp nào khác, ngồi tại nhà và xem TV, chia sẻ cùng với chúng tôi với những chặng đường của ngôi sao đương thời. Thì đây là những bài học vô giá mà các nghệ sĩ tặng không cho tất cả các bạn và các em yêu nghệ thuật. Xin chân thành cảm ơn. Và xin mời anh Thanh Tuấn hãy thể hiện tình cảm của mình với chị Thanh Kim Huệ. Chương trình sẽ gửi một bó hoa tươi thắm. Anh gửi em bó hoa này gọi là bó hoa tình thương bên thương của người anh nghệ thuật gửi cho em. Của người chồng nghệ thuật. Của một người chồng nghệ thuật, chồng sân khấu gửi Thanh Kim Huệ. Em thì không biết nói gì, thì em chỉ nói là điều mà em mong ước, mà cũng như là Huệ nghĩ rằng tất cả khán giả cũng đều mong ước là anh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để 1-20 năm sau tiếng hát Thanh Tuấn vẫn còn vang mãi. Xin cảm ơn chị Kim Huệ rất nhiều ạ. Chúc chị có nhiều sức khỏe và cũng tiếp tục những cái gì có thể cống hiến được cho khán giả trẻ của chúng tôi. Anh gặp chị Thanh Kim Huệ cái anh thấy như em thấy vừa là sức mạnh của anh cái nó bừng bừng thêm gì đó. Em hỏi một câu này nha, nếu kiếp sau á mà chọn làm nghệ sĩ hay làm doanh nhân, anh chọn làm ai? Nếu giữa nghệ sĩ và doanh nhân thì anh nói thật em, nó có hai mặt. Nếu như mà làm nghệ sĩ thì anh hạnh phúc nhiều hơn, vì được khán giả thương yêu, vì hạnh phúc với xã hội, hạnh phúc với quê hương, gia đình. Còn doanh nhân thì thật sự là anh làm giàu được. Nhưng mà thôi, nghệ sĩ thì cho anh làm muôn đời là nghệ sĩ. Kiếp vậy rồi, em á, kiếp con tầm thì phải trả nợ dâu suốt đời. Anh ơi, còn nếu để chia sẻ cái gia tài về cải lương cho các bạn trẻ ngày nay thì anh làm gì trong cái giai đoạn tiếp theo của mình? Anh thì trong tâm anh là muốn chuẩn bị, anh sẽ muốn mở một cái lớp dạy ca, dạy về nghệ thuật cách ca ngâm vọng cổ, để sao ca bài vọng cổ cho hay, cho nó, tức là nó phong phú, phải nó có những cái gì đi vào lòng người. Dạ. Yeah. Đó thì anh ý anh muốn làm trong tương lai thì không sớm muộn anh phải mở một lớp ca, đó là tâm nguyện của anh. Trong chương trình có một cái mục đó là tình yêu của người nghệ sĩ dành cho những mảnh đời kém may mắn. Với số tiền 5 triệu đồng đó, anh sẽ tặng cho ai trong chương trình của mình về anh Thanh Tuấn? Thanh Tuấn xin chương trình được gửi cho một đứa em khiếm khuyết, tức là bị mù, và sống cuộc sống là bán vé số và phụ bán đĩa
hát để kiếm tiền sống qua ngày. Và tên tôi được gửi tặng số tiền này cho em Hải. Em Hải. Hải ơi, anh Bạch sẽ mời em lên sân khấu với anh Thanh Tuấn nha. Rồi. Em ơi, em hãy chia sẻ cảm xúc của em. Em đã gặp anh Thanh Tuấn như thế nào? Em quen biết anh Năm cũng đã lâu rồi. Năm đó em mới có đâu hình như là, em nhớ không lầm là 18, 19 tuổi gì đó. Và em, mặc dù em không thấy, nhưng mà em nghe cái tiếng hát của anh Năm, em cảm nhận anh Năm rất là một nghệ sĩ có tấm lòng rất là nhân ái, rất là thương những người, mà đặc biệt là những người bất hạnh như em đây. Vì vậy mà hôm nay em biết là xúc động, rất là vui. Em gửi lời cảm ơn đến anh Năm, cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em được gặp anh Năm và được đứng đây. Hải ơi, hoàn cảnh gia đình hiện nay của em như thế nào? Thì em bán vé số để lo cho ba mẹ, cuộc sống ba mẹ. Ngoài bán số ra thì em cũng như anh đã biết, em cũng biết hát đó. Thì em cũng có ra một số để album của em do các anh chị nghệ sĩ thương tình hỗ trợ cho em. Mà trong đó đặc biệt là anh Năm. Anh Năm là người anh thân thương nhất của em, đã hỗ trợ em rất là nhiều trong vấn đề mà hãy mà khi mà em cần em điện, anh Năm ơi anh tới giúp em, anh Năm rồi anh tới liền, là trong vòng 3 ngày hoặc là 2 ngày anh Năm sẽ tới hát cho em liền. Cảm ơn em rất nhiều và chúc mừng em trong cái mối liên hệ tình cảm với anh Năm. Anh Năm ơi, Năm qua đây cho em gửi hoa để tặng anh từ chương trình. Cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả khán thính giả thân thương đã dành tình cảm đối với nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn đến giờ phút này. Đó là một dấu ấn trong cuộc đời làm nghệ thuật và Thanh Tuấn ghi nhớ mãi mãi. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, chương trình Ngôi Sao Đương Thời được phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 lúc 21 giờ và sẽ phát lại vào ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình này được phối hợp với công ty Sen Vàng và đài truyền hình Vĩnh Long. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Đương Thời, nơi cảm xúc dâng trào qua từng câu chuyện. Không thể nào quên được trong cuộc đời của Trân là ngay cái đêm mà chung kết cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ thì ba của Trân ra đi. Sau cái lần đó thì Trân cảm thấy là mất mát rất là lớn, hụt hẫng rất là nhiều, không muốn đi hát nữa. Làm sao để vượt qua giai đoạn đó? Mẹ động viên Trân là cố gắng đi hát để tiếp tục làm cho ba vui, tiếp tục nối nghề của ba. Trong thâm tâm của ba, lúc nào cũng mong con mình mà đi hát được á, là ba Trân mừng lắm. Hãy cùng trải lòng với nghệ sĩ ưu tú Quế Trân trong tập 6 chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Điêu Thuyền. Điêu Thuyền. Ủa, cái gì kỳ cục không? Khi không có hẹn người ta ra đây, chưa có nói gì hết trơn hết trọi á, rồi cái đuổi người ta về hà? Nàng có biết thời gian là giá trị, nàng hẹn giờ này mà giờ kia nàng mới tới hay không? Thôi mà, vuốt giận đi mà, Phụng Tiên. Vuốt gì mà xa ba thước mà vuốt? Khuyên quân tử bớt cơn nóng tánh, để cho em càng tỏ nguồn cơn. Có phải đâu em là kẻ phụ phàng? Lời giao ước lòng này ghi tạc ngang. Có thật vậy không hả? Dạ thiệt. Phụng
Nàng có biết chương trình này do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện? Chương trình phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 lúc 13 giờ đó nha. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Chào đón nghệ sĩ ưu tú Quế Trân với chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Thôi, chúng mình hãy vào đây tâm sự nha. Anh hồi hộp bởi vì anh nói chuyện với một người mà cả dòng họ nhiều đời đã theo nghệ thuật cổ truyền của dân tộc. Thôi bây giờ mình nói giọng bình thường đi. Dạ, nói Trân... kiểu này tới sáng thiệt. Quý Trân ơi, thế dạ. Thì dòng họ của mình đã bao nhiêu đời để theo nghề rồi hả? Dạ, đầu tiên á là cụ tổ Vĩnh Xuân là hát bội. Dạ. Sau đó thì tới ông cố là Bầu Thắng cũng là hát bội. Rồi ông nội Minh Tơ là từ hát bội sau đó chuyển qua là hát bội pha cải lương. Rồi sau ông nội là tới ba là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Nghệ sĩ Quế Trân đã tiếp thu được trực tiếp nhiều nhất về nghề nghiệp, ai là người thầy đầu tiên? Dạ thì từ nhỏ là đã được đi theo ba, theo mẹ vào các đoàn cải lương mà ba tham gia, như là đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ, rồi đoàn cải lương 284. Và cứ về nhà thì học theo, rồi ca theo, nghêu ngao một số đoạn mà mình thuộc. Rồi cái ba có một cái máy cassette nhỏ nhỏ như vậy nè, thì ba thu âm lại, lúc đó là khoảng 4 tuổi. Sau đó là 8 tuổi là có một cái vai đầu tiên, là lúc đó là Quế Trân tham gia đoàn Đồng Ấu Bạch Long. À. Tính ra, dạ, tính ra là cái vai diễn đầu tiên Trân có được, mà được thầy dạy kỹ lưỡng hơn, cơ bản hơn là thầy Bạch Long. Và cùng với Quế Trân hình như cái lứa đó rất là nhiều. Dạ. Con của các nghệ sĩ cùng tham gia, còn dạ, có ai còn nhớ không ạ? Dạ có, trong đó có anh hai Trân là anh Nhật Tân nè, rồi có chị Trinh Trinh nè, có chị Tú Sương, có chị Ngọc Trinh. Và nhiều các anh chị em nhỏ nhỏ tuổi lúc bấy giờ. Thì Trân nhớ lúc đó là Trân 8 tuổi, còn các chị là mười mấy tuổi trở lên. Thì đó là một cái kỷ niệm rất là khó quên của tuổi thơ, là cái nền tảng đầu tiên. Sau đó thì sau cái thời Đồng Ấu Bạch Long đó là gì? Sau đó thì lo việc học nhiều hơn, thành ra là Trân gián đoạn không có theo đoàn. Học văn hóa. Dạ, trong khoảng thời gian đó mặc dù là không tham gia nhiều, nhưng mà những dịp lễ Tết nè, có vai diễn thì Trân vẫn hát. Bắt đầu hát hơi những cái vai đào lớn hơn rồi. Thì có đoàn Dạ Ly Hương Tuổi Trẻ là Trân hát cho đến khoảng 17 tuổi. Thì sau đó là Trân tham gia giải Trần Hữu Trang năm 18 tuổi. À, cái vai nào để đoạt giải Trần Hữu Trang năm 18 tuổi? Dạ, vai Thiên Kiều Công Chúa. Wow. Trong vở Trắng Hoa Mai. Và cũng là đánh dấu một cột mốc quan trọng khi giải thưởng chuyên nghiệp Trần Hữu Trang là đã chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn đứng vững chuyên nghiệp trên sân khấu, phải không? Dạ, năm 1999 thì Trân và anh Hữu Quốc là hai huy chương vàng của năm với cái giải thưởng triển vọng Trần Hữu Trang. Kìa. Dạ đúng rồi. Dạ, lúc đó thì 18 tuổi mà còn non lắm. Anh Quốc cũng vậy, bây giờ nhìn hổng ra luôn á. Thì sau đó hai anh em đi hát thường xuyên hơn. Và đặc biệt là năm sau đó là năm 2000 thì Trân với anh Quốc là được mời làm người dẫn chương trình cho giải triển vọng Trần Hữu Trang năm sau. Khi mà nhắc đến Quế Trân thì mọi người ấn tượng cả hai lĩnh vực. Dạ. Vừa làm tốt trong những cái vai tuồng cổ, nhưng mà đặc biệt với tuồng xã hội cũng rất là hay. Thì làm sao Quế Trân có thể phối hợp hai cái điều đó mà điều tốt? Có lẽ là do quá trình từ nhỏ Trân được theo ba xem cả hai đoàn hát với hai phong cách nghệ thuật khác nhau. Đó là đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ nè, là hát cải lương tuồng cổ cổ trang nè. Rồi đoàn 284 á, là đoàn chuyên hát về xã hội. Cho nên là có lẽ là Trân hiểu được và Trân cảm được cả hai loại hình đó. Bây giờ thì tánh tôi kỳ lắm, ai giỏi tôi hay thử thách lắm. Vậy sao mà? Bây giờ thì nếu có một đề thi hơi khó thì Quế Trân có dám thử thách bản thân mình hay không? Dạ, dạ chưa biết là như thế nào, không biết có làm rất là đơn không? Giản. Thí dụ như một cái tuồng xã hội, nhưng mà mình diễn, mình ca, mình nói theo tuồng cổ.
Quý vị thấy có được không? Chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng mà đối với người đa tài như thế thì tôi nghĩ sự chuyển hóa nó có cơ sở để thành công. Trời ơi, nghe ác quá. Và bây giờ phần hóa thân tuồng xã hội theo phong cách tuồng cổ của Quế Trân trong Ngôi Sao Đương Thời xin được phép bắt đầu. Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô. Đời săn sóc đau thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về lại quê hương mà làm thơ ca tụng trăng vàng. Đậm tình thương nhớ mà từ lâu mong đợi, cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời, chẳng còn ai thương tưởng như là em đã thương anh. Còn có một mai đình, người mà anh có quên suốt quãng đời đau khổ. Những chuỗi ngày còn lại anh cho em là hạnh phúc lắm rồi, đó là niềm đời. Em mới là người anh mang ơn sâu nghĩa nặng, anh mãi tôn thờ suốt cuộc đời anh. Này em ráng làm thật sự luôn á, mà hồi hộp quá không biết. Biết đứt còn không? Không biết sao. Thật ra thì cái thời hoàng kim của Quế Trân đã nhận thấy từ đoàn 284 với những nghệ sĩ lừng danh, với những vở diễn mà người ta mua vé không còn để đi xem, phải đợi xếp hàng hoặc là chờ đến dịp sau. Dạ. Thì cũng là cái thời chứng kiến của những cái đoàn cải lương tan rã. Quế Trân hình như có một ngôi sao may mắn chiếu mệnh. Người ta vẫn mời Quế Trân trong các sự kiện, trong các dịp lễ hội để chia sẻ với khán giả về lời ca, tiếng hát của cải lương, của vọng cổ, của sự yêu thương. Cảm thấy mình là người may mắn không Quế Trân? Dạ phải. Khi mà Trân bắt đầu theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp thì sân khấu cải lương lúc bấy giờ như anh nói là không còn được cái thời hoàng kim nữa. Thì đó cũng là một cái điều rất là khó khăn và thiệt thòi cho những thế hệ trẻ lúc bấy giờ. Nhưng mà có một điều là Trân đã ý thức được ngay từ nhỏ, đó là đối với Trân, sân khấu cải lương đó không chỉ là một cái nghề truyền thống của gia tộc mình, mà nó còn là một cái nghề truyền thống của dân tộc của mình nữa. Chính những cái điều đó đã tạo cho Trân thêm một cái động lực. Lúc đó Trân nhớ là sân khấu cải lương không có hát nhiều lắm, và thời bấy giờ là đại nhạc hội nổi lên rất là nhiều. Trân cũng là một trong những người nghệ sĩ cải lương được đi đến các nơi biểu diễn, từ trong thành phố cho đến các tỉnh thành. Và khi đi đến đâu thì Trân lại thấy khán giả cũng đến ồ ạt khắp nơi. Nhiều khi người ta ở xa xôi, những vùng sâu vùng xa, người ta không đến được với rạp hát để người ta xem qua từng xuất diễn đó, thì nghệ sĩ mình lặn lội một chút xíu, đi sâu đi xa một chút, nhưng mà được đến gần hơn với khán giả. Thì đó cũng là một cái niềm mà mình cảm thấy đây cũng là một cái niềm hạnh phúc lớn cho người nghệ sĩ, khi được đứng trên sân khấu mà được khán giả vỗ tay, khán giả mua từng chiếc vé chờ người nghệ sĩ từ chiều để thuê một cái ghế nhựa
ngồi xem. Đó, thì Trân nghĩ cũng còn đâu đó một cái niềm tin, một cái niềm động lực là khán giả vẫn còn thích cải lương thì mình vẫn còn ca vọng cổ. Có những dịp đồng hành, tình cờ anh em gặp nhau trong chương trình thì Thanh Bạch có chú ý những cái cách mà Quế Trân chọn lựa những bài hát trình diễn. Quế Trân rất là sẵn sàng. Có những khán giả muốn hát bài chung với Quế Trân thì không phải là Quế Trân vì mình là chuyên nghiệp cho nên thôi đừng hát rủi người hát dở đây lâu theo mình cái chết. Không, Quế Trân rất là sẵn sàng. Dòng sông quê em, bởi vì người ta thích vậy. Chợ mới là chợ mới. Và cái trữ lượng bài của Quế Trân rất là nhiều đó quý vị. Coi như không có khi nào mà bỏ sót bài nào người ta yêu cầu hết trơn á. Chính vì cái trữ lượng nhiều như thế cho nên khán giả lại càng yêu mến. Và đầu tư về trang phục, mặc dù là áo dài nha, nhưng mà cũng những cái kiểu dáng mang cái hơi hướng thời trang hiện đại nữa. Không biết ai là người lo cái phần trang phục cho Quế Trân hay là tự mình nghĩ ra? Em trước tiên thì em cũng xin được cảm ơn anh Thanh Bạch rất là nhiều. Bởi vì thật sự hôm nay á mới được nghe anh chia sẻ những cái điều đó. Bởi vì cũng rất là nhiều chương trình Quế Trân được đi làm với anh Bạch, mà em cũng không nghĩ là anh để ý đến từng chi tiết như vậy. Không, anh rất là công bằng. Nghệ sĩ nào mà hy sinh đến đâu, có khi anh không nói đâu, nhưng mà anh biết hết. Bởi vì sao? Phải yêu nghề lắm mới làm được như vậy. Có lẽ anh nghĩ một điều xa hơn. Nhờ thầy Thanh Tòng đã giúp đỡ quá nhiều người, nhiều nghệ sĩ, mà con gái thì nhờ đức cha. Cho nên những cái ngôi sao may mắn đó nó đáo lại làm cho Quế Trân lúc đó từ sáng lên. Thì tất cả những điều đó không qua mắt được anh Bạch đâu. Dạ đúng rồi. Anh Bạch ơi, thật sự đúng. Đó là những cái cơ hội, những cái dịp mà em được đi hát ở những cái show diễn như anh Bạch nói á. Thì nói chung em cũng nhìn ra được là muốn đến gần với khán giả, đối tượng khán giả đó, môi trường biểu diễn đó thì mình phải như thế nào, mình phải linh hoạt hơn để mình có thể đứng trên sân khấu đó và mình có thể thu hút được người xem. Yêu thương mình là một, nhưng yêu thương cải lương mình là trên hết. Cho nên chính những cái hành động đó thì Trân mong là mình được góp một phần nhỏ nào đó để khán giả còn nhớ, còn nghe và còn yêu thích làn điệu giọng cổ cải lương. Và quý vị biết không, đằng sau sân khấu á, là không phải một chàng trai nào chăm sóc đâu, mà là người thân, người nhà. Bao giờ cũng lo trang phục, bao giờ cũng lo đĩa hát, rồi trang trí nữa, trang điểm. Và rất là nghiêm túc trong nghề nghiệp. Không bao giờ hẹn hò sau khi diễn là phải đi cà phê, là nhậu nhẹt gì đâu. Mấy chuyện đó hầu như không có. Và chính vì vậy cho nên cái thanh xuân của Quế Trân nó kéo rất là dài. Hầu như thời gian bỏ quên Quế Trân, bỏ quên anh em mình luôn hay sao á. Đúng không? Tại vì mình tập trung cho nghề, mình làm nghề tốt trước đã rồi mới tới những cái còn lại. Dạ. Thì những dự án của Quế Trân sau này nữa thì chắc có lẽ mọi người cũng thấy và ngưỡng mộ. Một chút xíu nữa mình sẽ trao đổi tiếp. Còn bây giờ thì có một trò chơi nho nhỏ đây. Chơi nữa hả anh? Này dễ lắm. Dù cha có mất nghĩa, làm con cũng phải thảo ngay. Hôm nay Chúa xem ta như loại rác rơm. Ta coi Chúa như thù như giặc. Ta coi Chúa như thù như giặc. Rồi, câu đố đây là tuồng gì? Dạ, đây là tuồng Trảm Trịnh Ân. Với cái vở vừa rồi á, đó là cái vở mà đầu tiên mà Quế Trân được hát cùng với ba. Mà lúc đó thì Trân nhớ là ba Trân hồi hộp lắm. Tức là không biết là con mình có làm nổi không. Tại vì cái vai này nó khó quá. Vừa có ca, rồi vừa có diễn mà lại vũ đạo nữa. Thế là ba mới cho Trân đi học vũ đạo là từ chú út của Trân là chú Thanh Sơn. Học xong rồi cái
ba mới kêu xuống trả bài. Trả bài coi có hát được không mới cho. Thì lúc đó Trân ham hát lắm, kêu là làm ngay. Ba thấy cũng được, yên tâm được một phần. Mà thời đó là làm video thì phải vào phòng thu mình thâu tiếng trước. Thì khi mà đứng vào phòng thu thì Trân micro hai cái đàn cao như vậy mà Trân thấp chủng mà. Thế là ba coi Trân làm sao. Thì Trân mới thấy vậy chứ mới lấy tay Trân kéo cái micro xuống cho nó vừa tầm. Rồi cái Trân ba thoại tới đâu Trân thoại tới đó, ba hát cái gì rồi Trân đối đáp đó luôn. Nhưng mà trong phòng lạnh mà tay của ba đổ mồ hôi á, Trân ướt hết luôn, rất là lo. Mà khi mà quay xong cái khúc này thì thật sự ba Trân mừng lắm. Bởi vì ba Trân nghĩ là con của mình có thể nối nghiệp của ba. Mà đó là điều mà ba Trân rất là mong ước. Mặc dù là ba Trân không bao giờ nói ra hết á, và cũng không bao giờ ép buộc là con cái của mình phải theo nghề, nhưng mà trong thâm tâm của ba lúc nào cũng mong con mình mà đi hát được á, là ba Trân mừng lắm. Cho nên là từ đó là Trân cảm thấy ô, đi hát thật là thích. Đi hát khán giả yêu thương và vỗ tay rần rần như vậy, lúc nào cũng được vui vẻ tràn ngập tiếng cười, mà ba mình lại thích nữa. Cho nên là Trân cứ mong là cứ đến những cái ngày lễ, ngày nghỉ là Trân chỉ được đi hát là Trân mừng. Và ba Trân nói là phải học giỏi á, thì mới được đi hát. Thành ra là Trân cũng cố gắng làm tròn được cả hai cho ba vui. Nhưng mà có một cái giai đoạn tiếp theo là khoảng 2016 đến 2017 thì hầu như là Quế Trân tạm ngưng mọi hoạt động của mình. Bởi năm 2016 á, là một cái năm mà không thể nào mà không thể nào quên được trong cuộc đời của Trân. Là ngay cái đêm mà chung kết cuộc thi chuông vàng vọng cổ năm đó thì ba của Trân ra đi. Sau cái lần đó thì Trân cảm thấy là mất mát rất là lớn, hụt hẫng rất là nhiều. Và có một khoảng thời gian là Trân dường như là Trân muốn giam mình ở trong nhà, là cũng không muốn ra ngoài và cũng không muốn đi hát nữa. Làm sao để vượt qua giai đoạn đó? Dạ, thì sau một khoảng thời gian nhận được sự động viên của mẹ, thì lúc nào mẹ Trân hồi đó đến giờ là luôn kề vai sát cánh với ba nè. Ba đi hát đâu cũng có mẹ bên cạnh chăm lo nè, lo từ cha cho đến thế hệ của con nữa. Thì mẹ Trân mặc dù là không có đi hát, nhưng mà cái nghề cũng ăn sâu vào tim của mẹ rồi. Cho nên là mẹ động viên Trân là cố gắng đi hát để tiếp tục làm cho ba vui, tiếp tục nối nghề của ba. Dạ, rồi bên cạnh đó thì các cô chú đồng nghiệp ở trong nghề nè, rồi các khán giả cũng yêu thương nhắc nhở. Rồi sau đó thì Trân lại nhận được những cái vai diễn hay, và chính những cái vai diễn đó là Trân cảm thấy coi như là vực dậy Trân. Sau cái lần đó thì Trân nhận cái vai công chúa Ngọc Bình trong vở Chân Mệnh, cũng là một cái vai diễn hay. Rồi vai Lan trong Lan và Điệp. Rồi những năm sau đó Trân có một số vai diễn nữa, mà cho đến những năm gần đây lại càng thêm những cái vai diễn mà Trân cảm thấy là ồ, mình lại được học hỏi thêm nhiều điều, mình cảm thấy mình được trưởng thành hơn, mình cảm thấy chững chạc hơn. Và dường như là có một cái gì đó mà nó linh thiêng, nó tâm linh một xíu, là như là ba Trân dẫn đường cho Trân có những cái cơ hội tốt đó, và được làm việc với lại các cô chú trong gia tộc, trong gia đình. Mà chẳng hạn như là vở Tiên Nga. Dạ, Tiên Nga của chú Thành Lộc. Trân được lúc đó thì Lê Phương đang có em bé, cho nên là nhờ Trân thay vai Kiều Nguyệt Nga. Chưa bao giờ Trân nghĩ là Trân và chú Thành Lộc được hát chung trên một sân khấu như vậy, mà được học nghề ở chú. Trân cảm thấy đó là một cái điều may mắn, là sau ba Trân là người trong gia đình dạy dỗ,
thì đến năm 2019 vừa rồi là chú Thành Lộc đã dạy cho Trân rất là tỉ mỉ. Đó cũng là một cái duyên may đối với Trân. Và cũng là lúc để cái một cái bậc thang mới, thế loại vừa diễn vừa hát. Và cái đó nó sẽ là một cái tín hiệu vui để báo hiệu cho những cái gì khác hơn, lạ hơn mà Quý Trân đã từng làm. Dạ. Thì Quý Trân đã bớt sợ rồi, không còn lo nữa. Vì mình đã vượt qua một cái ải rất là khó. Xin chúc mừng Quý Trân. Dạ, em cảm ơn. Còn bây giờ thì giây phút êm đềm đã qua, bây giờ tới giây phút hấp dẫn bắt đầu. Đây là một người bạn rất thân thiết với Quế Trân, mà bây giờ trong vòng 60 giây phải đoán đúng. Nếu đoán sai thì người ấy sẽ ra về và không xuất hiện trên sân khấu. À, chết rồi hả? Còn nếu đáp đúng thì tự nhiên ta có mặt thôi. Dạ. Có 4 dữ liệu lần cho nên không khó đâu. Dạ. Sẵn sàng nha. Thời gian bắt đầu. Đây là một nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Nghệ sĩ nổi tiếng thì khoan trả lời, thuộc lãnh vực cải lương. Cải lương thì quá gần với em. Yếu tố thứ hai, từng nhiều lần nhận được giải Mai Vàng cho hạng mục nam diễn viên sân khấu được yêu thích. Em biết. Rồi cho biết cái thứ tư luôn, em nói luôn nè. Mới có hai đó, bây giờ tới ba. Mới hai à? Là người bạn diễn đôi khi rất đáng yêu và cũng đôi khi rất đáng ghét đối với Quý Trân trên sân khấu. Biết luôn. Trời đất ơi. Và cuối cùng là nghệ sĩ trẻ đoạt giải Chuông Vàng Vọng Cổ, nghệ sĩ khách mời xuất hiện sau đây là ai? Võ Minh Lâm. Chúc mừng. Mời Võ Minh Lâm ngồi. Dạ. Đây, chào em. Chào anh Bạch. Anh Bạch thấy không, khi mà nói một cặp đào kép thì trong đầu Trân chỉ nghĩ đến cũng là những nghệ sĩ nam à, được đếm trong lòng bàn tay thôi. Thì trong lòng bàn tay đó thì có Võ Minh Lâm. Lần đầu tiên mà Võ Minh Lâm và Quế Trân biết nhau là trong cơ hội, trong dịp nào? Chắc có lẽ là Lâm biết Trân trước, biết cũng lâu lắm rồi. Và từ khi là Trân đoạt huy chương vàng Trà Hữu Trang nè, rồi sau đó thì diễn viên tài sắc, Lâm là người cắt phiếu rồi ghi bình chọn, rồi báo bao nhiêu Lâm mua gì Lâm cắt, Lâm dán gửi bưu điện luôn. Thiệt luôn hả Lâm? Thật. Ôi. Chuyện bây giờ mới cỡ đó. Đúng đúng. Bây giờ Trân mới biết đó, bây giờ mới biết. Trong cái phần đậu là có phiếu của người ta đó. Vậy hả? Vậy nói Lâm. Thật sự bởi vì mà nói là quen nghệ sĩ Quế Trân là một trong trong rất ít những cô đào mà Lâm rất là mến mộ. Cho nên là khi mà Lâm đoạt giải Chuông Vàng thì trước đó thì Lâm cũng có gọi là ước mơ được một lần gặp ở ngoài đời và hát phù diễn với Quế Trân. Và thế là các anh chị thí sinh nói này, thôi đi, đừng có mà mơ. Mình phải là chọn những người mà gọi là vừa vừa thôi, gọi là xứng với mình một chút xíu. Người ta lên người ta coi Quế Trân, không coi mình thi giờ. Thế là vòng chung kết, vòng xếp hạng, vòng gì vòng đó là gạch Quế Trân hết, Quế Trân hết, là toàn bị gạch ra hết. Là bởi vì người ta sợ là không có coi em mà coi Quế Trân. Rồi Lâm cũng không có biết là mình đến bao giờ mình được, cũng chẳng bao giờ dám mơ mộng là được hát với Quế Trân. Thế là được chị Tử Uyên là người đã gieo cái duyên này. Được hát song ca với nhau. Lần đầu tiên đó là bài Vọng Cổ Phùng Ngọc Liêm của Cố Xuân Giả, Trọng Nguyễn. Đó, hát một câu trong bài đó được không? Liêm ơi, sao chưa đi học? Lời thủy gọi còn nguyên hả? Trong lòng ngực. Liêm mang theo vào trận đánh sáng nay. Thuộc mà, và kỷ niệm ôi của người ta ôi. Mà ôi. Trời ơi, là Trân người ta nhớ, người ta thuộc vậy đó. Hay quá. Bởi vậy cái bài Vọng Cổ đầu tiên là Trân nhớ là hai người hát, không có hát chung. Đúng rồi, không hát chung. Trời. Mỗi người hai câu riêng cũng chẳng gặp nhau nữa. Rất là nghiệt ngã. Trong khi là được mang tiếng hát chung với Quế Trân mà em quay xa trước rồi Trân quay sau là hai người không dính líu gì nhau. Nói chừng nè, thu phát lên thì có dừng lại chung thì có dính hát thấy. Có nghĩa là em nhưng hát mà hai câu đầu xong rồi Trân hát hai câu sau rồi không gặp nhau luôn. Khi nào thì mới thật sự là hát ăn ý và diễn với nhau chung trên một sân khấu, chứ không phải là người quay đằng đông, người hát đằng tây rồi ghép lại. Lâm nhớ là 2009 là tuần cải lương đầu tiên là tuần Trắng Hoa Mai. 2008-2009. Đúng rồi, cái vở Trắng Hoa Mai là vở cải lương đầu tiên trên truyền hình mà Quế Trân và Minh Lâm là hát chung với nhau, là có vai diễn. Đó cũng là cái vai mà em đạt huy chương vàng Trần Hữu Trang đó. Hồi xưa em hát trích đoạn em thi thôi, nhưng mà khi mà quay với Lâm là quay nguyên một vở. Và phải nói là một cái vở này tới bây giờ thì đó là cái vở đầu tiên mà là một cái vở mà khán giả luôn nhớ. Nhớ lại hôm nào bồn ngựa vừa lau máu tanh kim bạc, trời nắng nguyên thành khói chưa tan, ba quân
ngựa nghiêng tuần rượu khải hoàng, thiếp cùng đoàn tùy tùng du ngoạn. Ôi bỗng tiếng sáo từ đâu vang vẳng, nghe giặc diều cao dốc chơi vơi. Rồi từ đó lòng thiếp cứ vấn vương thương nhớ mơ mà nghe lòng bâng khuâng, tiếng sáo dịu quyện qua theo trong gió, chốn thôn xa chẳng lòng cũng dạt nhớ thương. Có thừa thắng xông lên tiếp theo là cái gì? Dạ xong xong tiếp đó là vở Mai Trắng Xe Duyên. Sao cái gì cũng Mai mà cũng dạ đúng, đúng rồi. Chắc dạ. Là bạc đó. Là có duyên với Mai và Tết. Tức là mỗi năm mình làm một tuần đấy. Đúng rồi, mỗi năm là một tuần. Rồi cũng bắn một thời gian sau thì hai người cũng không có hợp tác nhiều. Nhưng rồi chắc là do cái duyên á, cái duyên á anh, cho nên là dù đi đâu thì cũng trở về. Gần đây là ra rất là nhiều những cái tần suất nó cũng xuất hiện cao hơn với nhau đó. Qua những cái sản phẩm trên YouTube và cũng trên sân khấu nữa. Nhưng mà thấy những cảnh mặc dầu là quay vlog trên YouTube nhưng dạ. mà ôi cha đầu tư rất là hoành tráng. Dạ. Xong rồi em lại lôi kéo Trân theo, nói là trên YouTube làm đi, mình sẽ có những cái vai gì, những cái sản phẩm mà mình thích thì mình làm thôi. Người ta chưa chắc người ta mời mình vào cái vai đó thì mình cứ tự tạo điều kiện cho mình thôi. Thế là anh chàng này Trân rất là năng động đây. Anh chàng này cập nhật rất là nhanh. Thấy mọi người làm cái gì mà cảm thấy là đem được cái sản phẩm của mình đến mọi người nhiều hơn thì anh chàng này bắt đầu đầu tư. Thì lúc đó thì đầu tiên là Lâm mời Trân đóng hát một số bài. Dạ. Đấy thì Trân mới thấy được cái cách thức là làm như vậy. Thấy cũng hay. Thế là kênh YouTube là cũng Quế Trân cũng mở luôn. Đủ rê, bà ấy đủ rê. Chỉ làm kênh YouTube đi. Đúng rồi. Cái sản phẩm nào, bài hát nào mà mình thích á, mình được làm theo ý thích của mình. Thế rồi đi tuốt luốt hơn em quá trời luôn. Nói chung là lâm bày mà, cho người em. Ta nắm được xu thế cái ta. Dạ. Chứ không phải như em biết rồi mà còn chần chừ. Dạ. Rồi cuối cùng sao? Mời em quay rất là nhiều những cái trích đoạn. Cuối cùng thì mời em ngược lại. Và mời ngược lại thì mời quá trời luôn anh. Thì lại rồi ca cổ rồi em. Kênh em không có sản phẩm nào nữa chứ. Trời ơi, vậy dành sao? Hết luôn rồi. Vậy không chia qua chia lại á. Cũng năn nỉ đó mà thấy người... Thấy người ta là không trả lời. Không, bạn này rất là dễ thương. Tức là có những cái bài hát nào hay á là bạn ấy giới thiệu cho Trân để xem là có hợp hay không, có thích hay không và mình sẽ làm như thế nào thì gợi ý cho Trân. Thì có một những cái bài mà Lâm gửi thì đa số là cũng hợp ý, cho nên là Trân cũng rất là thích và bắt đầu chọn ngày quay này kia. Mà nói là em làm chứ thật sự là bạn ấy set up hết á. Trời ơi vậy. Vậy là ý đồ đạo diễn là của ai? Dạ gần như là của của người set up đúng không? Của người set up hết. Dạ. Thì cái sự chia sẻ và đồng cảm với nhau á là nó do yếu tố nào? Chắc là do cái duyên đó anh. Khi mà giọng ca thì không thể nào mà mình có thể là mình làm sao để ăn ý với bạn diễn được, mà do người nghe và do hai người cũng có cảm nhận là hòa hợp với nhau. Và thực sự mà nói thì giọng của Trân và giọng của Lâm thì khi mà phối hợp với một bài ca thì cảm thấy là rất là nghe rất là dễ chịu, cảm nhận của em thôi nha. Và nghe anh cảm thấy rất là thích. Bởi vì ở Quế Trân thì có một cái điều mà hầu như là các nghệ sĩ bây giờ thì cần phải học hỏi, cả em nữa, đó là cách xử lý về bài ca. Khi mà giọng của mình á hay không hay thì không cần biết, nhưng mà quan trọng là khi mà thể hiện bài ca đó thì phải truyền tải đến được cái hồn, cái nội tâm và cái nội dung của bài hát. Và Quế Trân thì một người rất là thông minh trong việc xử lý từng câu từng chữ và thậm chí là cách diễn nữa.
Còn Quế Trân cảm nhận như thế nào về Võ Minh Lâm? Ôi, bạn Lâm thì là quá đa năng đa tài rồi. Bởi vì mặc dù là còn rất là trẻ tuổi, nhưng mà Lâm thì lại có một cái ý chí cầu tiến rất là cao này. Và mình cảm nhận là bạn ấy là một người thật sự giỏi trong nghề nghiệp. Thì đó cũng là cho Trân một cái niềm tin là có những cái cách làm việc, cũng như là những cái ý tưởng mà mình có cảm thấy là khi mà mình hợp tác với nhau là sẽ thành công. Chính vì cái niềm tin đó mà em mệt đó anh. Mình phải cố gắng, lúc nào cũng phải cố gắng, và mình phải gọi gần như là mình phải hoàn thiện mình từng ngày. Đó là cái trách nhiệm. Nhưng mà mệt mà vui mà. Dạ vui chứ anh, vui chứ. Rất là vui chứ không phải là mệt mỏi. Là bởi vì ngày trước em năn nỉ đi quay quay chung, đi quay chung đi. Thôi làm biến, nhiều khi là công việc bận quá. Cho nên là bây giờ là réo em, sao chưa thu. Bây giờ em lại là người bị réo lại. Anh ngồi chứng kiến mà cảm thấy vui lây, cảm thấy hạnh phúc lây, vì tụi em đã tìm được gọi là tâm đầu ý hợp thì nó hơi quá. Cái bến đỗ nghệ thuật. Đúng rồi. Có bến đỗ nghệ thuật. Và cái điều này nó mang lại lợi ích gì? Không những là cái cảm hứng cho người trong cuộc, quan trọng là gieo cái chất xúc tác cảm hứng cho tất cả mọi người khi đến với những tác phẩm của Quế Trân và Võ Minh Lâm, đúng chưa? Đúng là em với Lâm á thì có một cái lạ, tức là ở ngoài thì ít chia sẻ lắm, ít nói chuyện lắm. Đúng rồi. Nhưng mà khi lên sân khấu là hiểu ý nhau. Tức là em làm gì, Lâm hiểu ý và có thể phối hợp được. Và ngược lại, em cũng sẽ hiểu ý được là Lâm muốn làm gì, để cho mình có thể hài hòa với nhau. Trời ơi. Điều gì vậy anh? Khi nghe Quế Trân nói điều đó anh sợ quá. Sao vậy anh? Sao vậy anh? Tại vì những người mà quá tôn trọng nhau và người ta cười hí hí mà mình sợ. Nó báo hiệu một cái điều mà chắc có lẽ anh không cần nói ra. Hãy nhìn những ánh mắt dưới kia đi rồi biết. Em ơi, hai tụi em định ngày nào chọn ngày làm tháng tốt vậy? Hả, anh đăng ký giùm cho. Ủa? Tự nhiên cảm thấy giống như cái show hẹn hò vậy đó. Nhất định không năm nay thì năm sau. Mà không năm sau thì năm sau anh nữa. Anh ơi, em có mời được ông thầy bói đó. Coi chuyện này hay lắm anh. Sao coi em? Cái chuyện tình duyên cho em. Trời đất. Ông nói sao? Ừ. Ông nói sao? Dạ thì em cũng nghi là hôm nay đến đây sợ có người cũng coi tuổi coi tên á anh. Cho nên là em cũng mời ông tới đây. Mà không biết ông coi thế nào nữa. Anh có muốn gặp ổng không? Muốn. Vậy em mời ông ra đây nha. Bói đây, bói đây. Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. Bói đây, bói đây, bói ra ma, quét nhà ra rác đây. Sáng thước cao chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên say ngẫu. 12 con giáp chứ em đây cầm tình quý người, nhìn tay anh đoán chứ năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vườn số lắm con, muốn cho ông chồng nhờ ông môi giới. Mỗi mai đưa đưa không đó coi cái mặt kìa. Em ơi cái chuyện coi bói coi tai kim luôn cả làm mỗi làm mai là nghề của anh cha truyền con nuôi. Anh nổi tiếng khắp gần xa có ai mà không biết. Sao em nhìn anh rồi tỏ giả nghi ngờ. Nếu hồng có tin anh thì em cứ đợi chờ. Nỗi xuân này nè, khi mai chưa tàn nghẹn chưa mỏi là sẽ có người đến ngõ cầu hôn. Thiệt không? Thiệt. Ôi trái tim non chưa biết rung động xuyến sao.
lòng trong trắng, chưa có người để mơ để mộng. Xa tận chân trời em tìm chỉ hoài công, mà duyên mới lòng vòng chỉ lần ngỡ trước mắt. Xuân về qua lá muôn phần đẹp xinh, riêng tôi tuổi phận cho mình, má đào môi thắm sâu tình nơi đâu. Năm nay bảo đảm một câu, chỉ tay duyên nợ đã lâu đợi chờ. Đầu xuân xuất hiện bất ngờ, nếu em tin bói thì bây giờ có ngay. Không chừng mà đi một về hai, nhờ ông làm mối làm mai tức thì. Quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa là à, chính là ông đây. Thôi đi ông ơi, cái duyên nợ duyên là do trái tim mỹ hợp đồng tâm. Mấy trao lời hẹn ông đừng thấy tôi phần hận duyên, mà đem lời ghẹo cho buổi đông xuân thẹn thùng bỡ ngỡ. Ông hãy nhìn kia cánh bướm nhẫn nhơ bên cạnh qua thăm chim mến tung tăng trao lượng giận mây báo hiệu nơi nơi đang tràn giữa sông, mà chỉ riêng tôi một mình cô lẻ. Ông còn muốn chi những lời trăng gió khiến cho tôi thêm buồn tủi thân mình. Ông chỉ muốn được cùng em trao gửi chân tình. Em ơi, tháng lại ngày qua hạ tàn đông đến, nay đã xuân rồi mà tình vẫn bơ vơ. Hả? Nói vậy từ lâu ông anh đã để ý người ta. Trời ơi, sao không nói ra mà bài lắm trò trêu ghẹo hả? Chỉ sợ em chê anh là chàng thanh niên yêu cuồng sông dội, rồi ngoảnh mặt cho anh ôm một mối si tình. Đó, anh sợ là sợ vậy. Mà nãy anh coi bói như vậy có được không? Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời hả? Tình duyên đưa tới chứ em ơi, duyên định sẵn rồi. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khai thế thôi. Thế gian ai cười đâu năm lo cưới cuối thăm thêm người. Một lần thôi em là đối với anh, mùa xuân bất tận chi dần cho anh. Chỉ một lần thôi gặp em bài tỏ mà cứ bâng khuâng ngày ngùng lần lừa. Này gặp tơ duyên đầu năm coi quẻ, có lẽ em ơi tơ trời kết nối cho anh với em được thành chồng vợ. Không sợ mai đây đời ta đơn lẻ, anh sẽ về thưa cùng má cùng ba bước tới nhà em mà xin lễ cao trầu. Chê cười mình trên bọc trong dâu. Chuyện đó em khỏi lo, anh tính rồi. Em ừ một tiếng, mình làm đám cưới ngay đầu năm. Rồi cuối năm sanh con trai, qua sang năm sanh liền một đứa con gái. Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Chỉ hai là đủ. Mình xây dựng bên nhau một hạnh phúc lâu bền. Vậy là em nhận lời tỏ tình đầu năm của anh rồi phải không? Dạ. Trời, bói bay đầu năm mà sống hên quá xá. Anh ơi, ơi, đây là thiên duyên tiền định, ngân xuôi khiến đầu xuân cho hai đứa mình gặp nhau. Dù thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người. Cảm ơn em đã đến đây với chị ngày hôm nay. Cảm ơn Quý Trân, và một lần nữa Lâm cũng xin chúc cho chị Trân thật nhiều sức khỏe. Và Lâm nghĩ lúc nào là Trân cũng là một cô gái mạnh mẽ,
bên ngoài tuy yếu đuối thôi nhưng mà bên trong sẽ có một cái sức sống vô cùng phi thường. Và Lâm tin chắc rằng Trân sẽ còn thành công và tiến xa hơn nữa. Cảm ơn em. Mong rằng tình nghệ sĩ của hai bạn sẽ kết nối lâu bền để khán giả có nhiều tác phẩm hay. Cảm ơn mọi người. Tất cả hai bạn. Bây giờ nếu muốn chia sẻ yêu thương trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời thì chắc em cũng đã có một nhân vật nào đó. Em thật lòng thì em rất là muốn chia sẻ với lại một người cô. Cô cũng đã 70 mấy tuổi rồi mà ngày xưa đó cô hát cùng với lại ba của em. Wow. Dạ, từ hồi 10 mấy tuổi ở đoàn Đồng Ấu Minh Tơ lận. Đó là nghệ sĩ nào ạ? Dạ, đó chính là nghệ sĩ Thanh Thế. Mặc dù là bây giờ cô lớn tuổi không hát nhiều hơn, nhưng mà có những cái vai làm người, những người mẹ nè, thì cô vẫn hát cùng với lại Trân và các cô đào, anh kép khác. Thì cứ mỗi lần gặp nhau như vậy, ít nhiều gì đó cô cũng rất là mừng nè. Rồi cô cũng xúc động, rồi cô cũng hướng dẫn một vài điều mà cô cảm thấy con nên làm như vậy thì sẽ tốt hơn hay là sẽ hay hơn, mà rất là dễ thương. Mặc dù là bây giờ thì sức khỏe của cô không còn tốt nữa, nhưng mà thật lòng Trân rất là mong muốn cô xuất hiện trên chương trình như là một cái sự gợi nhớ cho những tháng năm mà cô xa cách sân khấu. Chắc chắn là cô sẽ rất là nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn và nhớ khán giả. Dạ, con xin mời cô lên sân khấu ạ. Bây giờ thì mắt của cô hơi yếu là bởi vì anh thấy mình hát dưới ánh đèn sân khấu như vậy nè, thì cứ qua năm này tháng nọ cứ chiếu vào mắt của mình là mắt mình mờ, rồi mình lại phải vừa hát rồi vừa khóc nữa, cho nên là rất là dễ ảnh hưởng đến mắt. Cô lúc này sức khỏe của cô sao rồi cô? Cô thì cũng vậy, bị tim á, có lúc thì nó khỏe, có lúc thì nó mệt, nó muốn mệt mệt khỏe khỏe bất thường lắm. Dạ. Thành ra không có dám đứng ra hát thường. Dạ. Nhiều khi cũng nhớ sân khấu, nhớ nghề lắm. Dạ. Tại vì cô hát từ hồi lúc mà 3 tuổi, cái lúc 10 tuổi thì cô được cậu Ba với lại cậu Khánh Hồng. Dạ. Đi vô nhà để mà về kêu mời về tham gia Đồng Ấu Minh Tơ. Thì nghe nói mừng lắm. Dạ. Có đoàn đi rồi mừng lắm. Dạ. Mà lúc đó là cô cũng bà cũng tập hát với người ta. Dạ. Cũng tập hát bảy bả cương thì bảy bả. Dạ. Vậy đó. Thì hồi xưa mình hát hát chầu và hát cương không hà. À, mà từ rồi. Nhỏ là đã biết sáng tạo ra, sáng tác ra những cái lời văn để mà hát rồi. Nhưng mà khi mà vào Đồng Ấu Minh Tơ thì là có ông nội của con là nghệ sĩ Minh Tơ, thì chắc là dạy cho các con cháu trong đoàn hát là có tuồng Tết, có lớp lan đàng hoàng. Thì cái tuồng đầu tiên của cô đóng là Lý Thần Phi. Wow. Lý Thần Phi bao công vô là gạch đó. Dạ. Đóng những cái vai khó không? Dạ đoàn. Dạ kinh điển đó. Dạ đúng rồi. Rồi sau này hát hát cặp với lại ba của Quế Trân luôn. Tuồng Chư Quân, Chư Quân Cấm Hồ. Wow. Dạ. Mà cô còn có một cái vai rất là nổi tiếng là cái vai Đào Tam Xuân. Ôi trời ơi, cái vai đó võ thuật đi gối đi các thể loại. Bây giờ cô còn múa còn hát được không nè? Chắc cũng tạm tạm. Wow. Hay là mình làm thử lớp nha. Thử câu, thử lớp tạm. Đi nha. Đào Tam Xuân bắt nhện. Dạ giáng tuần Nam Bắc, sư canh mật thám Đông Tây, chó giàu chớ khá cho ra, ai nghịch mạng chém đầu làm lính. Kìa lâu thượng nhân văn kết chỉ, một tầng kêu khiến chuyện gì hung. Mắt mây nhìn xa, chắc xảy ra chuyện phi thường. Làm cho tiếp bận phân trong ngờ dài. Trời ơi, trụ vững như đồng. Mệt không?
Mà anh bà thấy không? Là cái giọng yếu quá. Không sao dạ. Trời ơi, mắt thì vừa không rõ mà trụ mà. Đứng yên như đồng không nhúc nhích. Cô Thế ơi, dạ. Chương trình Ngôi Sao Đương Thời có một cái phần quà nho nhỏ hỏi thăm sức khỏe của cô. Con nghĩ là thật ra cái món quà tinh thần là một cái món quà lớn nhất mà ngày hôm nay cô đến đây để gặp lại những khán giả còn yêu thương bộ môn của mình và còn yêu thương nghệ sĩ Thanh Thế. Và hôm nay con hy vọng là cô sẽ vui và sẽ rất là hạnh phúc với chương trình. Dạ, rất là vui. Hôm nay được Quế Trân mời đến đây, tôi rất là bất ngờ. Và đây cũng là một cái danh dự của tôi. Cho nên là tôi rất vui. Vui mà muốn khóc luôn á. Dạ, con rất là vui vì hôm nay con được gặp lại cô. Chúc được xem con lại một vai diễn hết sức là lừng lẫy của cô ngày xưa. Chúc cô thật nhiều sức khỏe. Dạ. Không sao, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thế. Dạ. Những giây phút vừa rồi là liều thuốc bổ. Dạ. Cảm ơn Thanh Bạch. Còn đây là bó hoa của chương trình. Dạ. Gửi tặng đến Quế Trân. Dạ. Nhân em vật của chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Dạ, em xin cảm ơn anh Bạch. Quế Trân xin được chân thành cảm ơn đến chương trình Ngôi Sao Đương Thời đã cho Quế Trân một cái chương trình phải nói là hết sức là nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Quế Trân sẽ cố gắng nhiều hơn để đáp lại những tình cảm yêu thương của tất cả quý vị đã dành cho. Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chương trình này do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Đừng quên vào tối thứ ba lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và có thể xem lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hào quang danh vọng đến với anh khi tuổi đời còn rất trẻ. Tưởng rằng sẽ có một tương lai cực kỳ sáng lạn. Những biến cố bất ngờ xảy ra trong cuộc đời và 7 năm thanh xuân sống trong tuyệt vọng, cuối cùng anh đã trở lại một cách ngoạn mục như thế nào? Thanh Bạch mời quý vị cùng chia sẻ. Tất cả chỉ có trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Và cùng đồng hành với Thanh Bạch là nhân vật nào? Bởi vì mày là con của tao, là cháu con của giống nòi đại việt, mà mày chẳng biết yêu nước thương dân, đang trong cảnh lầm than tủi nhục khôn cùng. Mày gục mặt mong được sống an nhàn. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Giọng lão mà hóa ra trẻ. Thưa quý vị, chương trình này cho Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Anh em mình cùng bước qua bên đây để nói chuyện nào. Đi. Bước bình thường hay ra bộ? Bước ra bộ. Hữu Quốc, anh xin được hỏi em, cơ duyên nào mà Hữu Quốc lại thi vào trường đào tạo diễn viên nhà hát cải lương Trần Hữu Trang? Cái lúc mà cải lương đang trong cái giai đoạn mà nó trở lại cái thời kỳ mà phát triển rực rỡ, thì lúc đó em mới có 10 tuổi thôi, thì là em đang học dường như là học lớp 4, lớp 5 gì đó, thì là em đã được đi học ở lò cổ nhạc của nghệ sĩ ưu tú Úc Châu lúc bây giờ. Đó thì học trong lò cổ nhạc khoảng 2-3 năm, thì lúc em mới có 13 tuổi thôi. Bắt đầu là nhà hát Trần Hữu Trang mới tuyển học sinh khóa 3. Khóa 1 thì anh cũng biết là gồm có chị Thanh Tâm nè, anh Chí Linh, chị Vân Hà, anh Linh Trung, anh Bảo Kiến vân vân. Thì cái khóa 2 thành danh hết. Đó luôn, là nha. Có là chị Thoại Mỹ, anh Kim Tử Long, chị Ngọc Quyền vân vân. Thì lúc bây giờ là dường như là trường đào tạo diễn viên nhà hát cải lương Trần Hữu Trang là với lực lượng thầy cô là dường như là những cây đa cây đề của sân khấu cải lương. Đó thì là trong cái lúc học á thì các anh chị rủ đi thi vào trường diễn viên Trần Hữu Trang không? Thì lúc đó em cũng
thi. Thầy Út Trong hay cái này, thầy nói là thầy cho đứa nào đi thi thì đứa đó mới dám đi thi. Còn thầy nói mày mà thi đậu tôi cổng mày từ đây ra đến chợ Bến Thành là cái người đó thi cách mấy cũng rớt. Mà hên lúc đó em mới 13 tuổi mà thầy cho em đi thi. Anh tưởng đâu thầy cổng em là tiêu rồi. Mà hồi xưa em đi thi làm hát giọng đào chứ không có hát. Ủa sao kỳ vậy? Em chưa bể tiếng mà. Giọng cao vuốt luôn. Giống Quách Phú Thành đó anh. Thì cái tuổi thơ của bé Quách Phú Thành nó giống em vậy đó. Ồ. Đam mê rồi về nhà là cũng lấy màn mùng rồi cắt rồi quấn lên người rồi ca hát. Mà cái này lần đầu tiên tiết lộ trong cái chương trình này luôn. Là em nghĩ là em ra trường em làm đào hát chứ không làm kép hát. Tại hồi xưa là thấy mấy anh chị hát, đặc biệt là mình ca giọng nữ, thì hát như thế nào mình nghĩ là sau này chứ mình sẽ là đào hát chứ đâu có nghĩ là kép hát. Mà nhờ thầy Đoàn Bá mà em mới thành kép hát á. Thầy nói là con học, con ra trường con làm kép chứ không được làm đào. Thì thật ra hồi lúc đó bé Hữu Quốc với lại chàng Hữu Quốc bây giờ không có liên quan gì với nhau hết. Nó khác, bây giờ em đẹp trai hơn nhiều. Với trường đào tạo Trần Hữu Trang thì cái vai nào là cái vai ấn tượng đầu tiên trong nghề của mình? Nhắc đến vai này thì em mãi ghi ơn một người thầy, chính là một trong những nghệ sĩ tiền bối có công rất lớn với cái sân khấu cải lương. Đó là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Lúc cô Phùng Há là dạy em lúc em mới có 13 tuổi. Cô đầu tiên cô nói nó nhỏ quá không biết giao cho nó cái vai gì. Và chính vì cái tâm lý đó sau này em có dạy lại Quách Phú Thành. Cái vai đầu tiên là vai Tấn Lực trong trích đoạn vở Phạm Công Cúc qua cái lớp Nghi Xuân Tấn Lực. Thì lúc đó em cũng không biết khóc là gì hết. Thì cô Bảy Phùng Há mới nói bây giờ con đừng có nghĩ con là thằng Hữu Quốc, con cứ nghĩ con là bé Tấn Lực. Cô ngồi, cô không phải là một người thầy mà dạy bằng những cái giáo trình lý thuyết, lý thuyết mông. Mà cô dạy bằng cái kinh nghiệm. Cô ngồi cô nói chứ xem khóc nào không biết. Con phải là một cái thằng Tấn Lực, là mẹ mất, cha đi chiến tranh, rồi ở nhà thì mẹ ghẻ là ức hiếp con như thế nào thế nào. Cô dạy và cái lát em khóc hồi nào không biết. Cái tâm đó là lý, cái giai rất là tâm lý luôn. Rồi đó là một cái giai mà tuổi thơ, một thằng bé mới 12, 13 tuổi, đùng một cái em nhảy lên ông già 70 tuổi. Anh biết là bể giọng là cái giọng khào khào, khào khào ca như là người ta nói là giọng dịch đực á. Thì nó già già, nó khào khào, nó cũng hợp không? Thì cô lại lo tiếp, cô nói bây giờ đi theo cái nghề này là phải làm kép chánh hoặc là kép nhì, kép ca, mà bây giờ cái giọng con vậy giờ làm sao? Thì lúc đó năm 16 tuổi là em phải bị Donny đóng vai và cô đưa một cái vai là quan tư đồ trong vở Phụng Nghi Đình. Ban đầu em không chịu. Lúc bây giờ đã hiểu được là đi theo nghề là ra trường phải làm kép chánh. Chỉ có kép chánh thì mới mang đến cho mình những cái cơ hội trong nghề. Kép chánh thì ra đường thì người ta mới biết được là tối hôm qua cái cậu đó diễn vai gì. Còn em nghĩ tự nhiên con đang trẻ mà giờ bắt con vẽ rằn ri lên mặt, rồi vẽ nếp nhăn, rồi đeo râu vô, rồi con đóng vai già. Ra ngoài đường không ai biết không ai. Không ai biết. Thì cô có kéo lại, cô nói vậy nè, con làm vai này đi. Nếu con làm được vai này, sau này con định hình theo cái dạng vai này, con sẽ là một nghệ sĩ trẻ có tiếng đóng vai già. Thì ban đầu em cũng không hiểu như thế nào, nhưng mà mình được cô bẻ tay rồi cô dạy từng cái tiếng nói, mà đặc biệt là cái nói lối. Cái nói lối của cải lương sau này các bạn trẻ chỉ là tập trung câu giọng cổ thôi. Đúng rồi. Nhưng cái nói lối của sân khấu cải lương mới là cái mà nó hay nhất. Giống như cô Thanh Nga nói lối nguyên một cái đoạn trong vở Tiếng Trống Mê Linh. Thì cái vai quan tư đồ này nói lối không là khoảng gần 5 phút. Tháng ơi nước Lý loạn thần cường quân nhựa, dẫn đảo điên trở ngụy phò giang. Mau mau tanh hôi nhuộm đỏ khắp ngai vàng, mắt trung chính mờ quen lệ ngọc. Rượu bồi yển bỗng pha màu tan, tóc gương dung lên khi lăn lóc những đầu rơi. Bệ hạ ơi cái lũ quyền thần nó đã cương kỹ tới bời, kẻ tâm sự khóc giang sang ảm đàm.
nó còn dài nữa. Trời ơi, đó chính là cái vai mẫu đầu tiên đóng vai già của em, là vai Vương Tư Đồ trong vở Phụng Nghi Đình. Mà cái này là sao rồi, sau cái thời gian này là em diễn cùng với nghệ sĩ ưu tú Tú Sương. Còn lúc... cái vai thời gian đầu mà lúc mà với cô Phùng Há thì nó trước đó nữa. Dạ, lúc em không tìm được cái hình tư liệu. Dạ, cái vai già của em nó đã thành công từ thời Vương Tư Đồ. Và có lẽ từ đó về sau các đạo diễn, các nhà soạn giả đều cứ nhắm vào em mà cho vai già làm tới vậy hả Quốc? À, sau đó là năm em 18 tuổi, trước khi ra trường năm thì là hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990. Yeah. Thì tụi em chưa đủ tiêu chuẩn để dự hội diễn, với tính chất là tụi em đi thi thầy Đoàn Bá và thầy Hoàng Ba. Lúc bấy giờ là có cho tụi em một cái cơ hội là diễn dạng chào mừng với cái vở Bảo Rừng Tre. À. Thì một lần nữa em 18 tuổi em đóng vai ông Sáu trong Bảo Rừng Tre. Năm 1995 thì bắt đầu hội diễn sân khấu. Anh nhớ cái thời tóc Abu không? Để dài trẻ hai mái rồi bựng quần le le ra đó. Đó. Em là chuyên gia là em chạy theo cái thời trang ở ngoài. Xu thế thời trang. Đó. Bởi vì nhìn em không già là vậy đó. Hội đồng nghệ thuật phân vai thì đạo diễn đó là thầy Lê Văn Tĩnh và tác giả là anh Lâm Tuyền không đồng ý em vào vai này. Nhưng lúc đó là nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, lúc đó là phó giám đốc nhà hát. Thuyết phục được. Nói là... coi nó vậy thôi. Thầy chấp nhận đi. Kéo em lại, con về con cắt tóc lại cho nó gọn gàng, bận đồ quần tây áo sơ mi đi, rồi con sẽ tạo được niềm tin. Và năm đó em được cái huy chương vàng hội diễn đầu tiên. Em nghĩ đó là công của nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện. Hình ảnh tiếp theo là gì? Hồng Vọng Phu, em đóng vai Lão Quý. Bên cạnh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là cũng là một trong những người thầy trên sân khấu của em. Anh chính anh Linh, anh Vũ Linh là dạy em cái vai diễn này. Wow, tập cho em đường nét, tập cho em tâm lý mọi thứ. Dạ, từng cái nhấn nhá. Có cực lắm không em? Nói chung tập với anh Linh cũng cực lắm, cũng không thua gì của anh. Anh rất là chi tiết. Cái đoạn cuối mà anh kêu chỉ với chỉ mà kêu chữ nghiệp chướng thôi là kêu mười mấy lần. Kêu đứng nào mà em muốn vỡ giọng luôn. Giờ làm lại một lần đi. Nó phải có cái quá trình khi mà biết được con cái đến cái đoạn đó thì cái âm nhạc đó. Mà trời sấm chớp và khi mà ổng kêu cái người anh bỏ đi rồi thì trời sấm chết lên là ổng thất thần ổng đi vòng vòng. Nghiệp chưa! Cần quá em ơi! Vậy mới là nghệ sĩ đấy. Chúng ta đến với hình tiếp theo là gì? Già quá, già thiệt luôn á. Em với ca sĩ Quốc Đại với nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ. Cái này là vở Cung Đàn Nào Cho Em, tác giả Huỳnh Anh, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ. Vai này tuy là em diễn rất là nhiều, là vai chính của cái vở này luôn, nhưng mà năm đó em huy chương bạc. Cái vai lão này nó khác với những vai lão của em trước đây. Cái vai này là một trong những vai mà thậm chí cả nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan diễn một lần và không dám diễn nữa. Nó gần như là ông tổ của nghề, là một cái người mà chấp nhận cuộc sống nghèo khổ nơi một cái dạ cầu cá rô, âm thầm viết lên những bài hát cho sân khấu và bị những cái cay đắng trong cuộc đời nó diễn ra liên tiếp. Ông Tư Chung đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhưng mà cuối cùng nhận lại cái sự phũ phàng cay đắng, và cuối cùng là ông vẫn chết bên cái dạ cầu. Nên là lúc bây giờ là chú Hai Diệp Lan diễn xong á, nó có một tí xíu vậy, nó vận vào cuộc sống của chú á. Và em diễn cái vai này xong 7 năm hạn. Hãy xem đó là một dấu lặng trong cuộc đời, và cái điều đó cũng đã là dừng bước chân của em trong một thời gian khá là dài. Là một sự mất mát không hề nhỏ của một sức trẻ đang lên, của những cái đỉnh cao mới mà đáng ra em sẽ có cơ hội để tiếp cận nữa. Hữu Quốc đành phải đối mặt với những điều gì? Có người hiểu em á thì họ không thể giúp được. Và có người họ lại ngoảnh mặt. Và tất cả những gì mà em đã từng làm
dường như nó không xảy ra nữa. Đó, thế là về nhà ban đầu thì mở quán cơm, rồi có những lúc mấy cái cô mà phụ rửa chén của bệnh hay là cô không đi làm á, thì đã nghệ sĩ ưu tú rồi thì em cũng ngồi rửa chén ngay lề đường, ai kêu gì làm đó. Trong 7 năm trời, anh Bạch và quý vị khán giả cứ nghĩ đi, một nghệ sĩ và một ca sĩ thôi, khi mà họ không hoạt động trong nửa năm thôi, cái nỗi nhớ nghề của họ đến mức độ nào. 7 năm trời, dần dần thì có những cái show diễn không như mong đợi mà nó cứu sống mình trong một cái thời gian đó. Thì chẳng lẽ giờ mình chịu để mình chết? Điều đó nếu mình không khéo thì người nghệ sĩ trong mình nó sẽ bị tổn thương. Nói thật là cũng nhờ các chương trình game show truyền hình, em có cơ hội em trở lại. Em xuất hiện trong game show. Em xuất hiện tài tử tranh tài. Em với Trang cặp. Lê Phi. Tốt quá. Lê Phi. Yeah. Tốt quá. Kiếp này ta và chàng không duyên nợ, nhưng nếu như có kiếp sau, dù ở nhân dạng nào, thiếp cũng nguyện mãi bên chàng. Lê Phi! Thì nhờ cái chương trình đó, nguyên cái giải thưởng lúc bấy giờ 600 triệu. Em là người chơi game show mà lời nhất từ xưa đến giờ. Em làm gì với số tiền đó? Lúc mà mở quán cũng có mắc nợ, rồi cũng trả nợ dần dần. Rồi sau này cái làm việc thêm, làm rồi tiếp tục làm đạo diễn cho chương trình đó mùa sau. Rồi tham gia tiếp là thử tài siêu nhí cái mùa 1. Đó, rồi cái bé Quách Phú Thành quán quân nữa đó. Thật ra thì cái sự quay trở lại của em rực rỡ và đầy năng lượng hơn. Và năng lượng đó không chỉ cho bản thân mình mà còn chia sẻ, làm nền cho biết bao nhiêu quán quân, để rồi mình bước ra sân khấu. Và tất cả những điều đó quá tuyệt vời. Bây giờ thì anh mời em tham gia game show. Em hãy nhìn lên màn hình kia, có một cái đồng hồ. Trong vòng 60 giây em sẽ nghe gợi ý thứ nhất, gợi ý thứ hai, gợi ý thứ ba, vân vân, để đoán ra cái nhân vật mà sẽ xuất hiện là một người rất là gần gũi với em. Có thể là người thân, là mẹ em, có thể là bạn diễn, có thể là thầy của em, vân vân. Bắt đầu nha. Dạ, em sẵn sàng. Gợi ý đầu tiên, đây là một cô đào đẹp. Đây là một nghệ sĩ cải lương lừng danh. Đây là một nghệ sĩ tên thật có chữ lót là Ngọc. Và cuối cùng, Ngọc Quyền ha anh. Cái cuối cùng này mà em phải suy ra từ cái gợi ý cuối cùng nè. Ngọc. Cô Ngọc này không bình thường. Trời, cô này có một dạng thần kinh lạ mà dân gian gọi là cô khùng. À, Ngọc. Trong vở kịch Diều ơi, trời, của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, chị Thoại Mỹ. Rất tiếc, mọi người phải vỗ tay để chúc mừng cho Hữu Quốc. Kìa, từ từ bước ra. Em chào anh. Chào bé. Chào em. Trời ơi. Chỉ có em mới biết cái chữ lót tên thật trời thôi. Trời ơi, em nói thiệt hồi nãy nếu mà Quốc đó không ra em đi về liền. Vì em gì kỳ vậy, em không biết tên thiệt của chị là sao? Đâu lúc nào mình cũng nhớ cái tên cúng cơm đâu. Tên cúng cơm của chị mình là mình phải nhớ chứ. Giờ chị biết tên cúng cơm của em là gì không? Nguyễn Hữu Quốc. Thiếu. Nguyễn Thị Hữu Quốc, Thị Hữu Quốc. Thôi lại đây. Ra cái chặt chém liền thấy chưa? Thì chứ sao, vậy mới vừa với em. Rồi. Thế thì Thoại Mỹ và Hữu Quốc gặp nhau từ bao giờ? Chị Mỹ là học khóa 2, trường đào tạo diễn viên nhà hát cải lương Trường Vũ Trang. Rồi các anh chị lúc bấy giờ thương tụi em lắm. Thì mỗi lần mà thi là đi vô chăm sóc, mặt mày này nọ, quần áo hay là muốn mượn cái gì thì mượn. Rồi vô rồi cũng coi mặt mũi
đứa nào sao làm sao. Thì mặt mũi còn quất hồi lúc đó làm sao vậy? Thôi sao mày còn nhớ không? Dễ thương lắm anh. Ốm phải không? Ốm nhưng mà rất là dễ thương. Giọng ca con gái duyên dáng. Giọng ca con gái mà hơi khào khào chút xíu. Ca giống cô Lệ Thủy vậy đó. Hơi đó. Khào khào chút xíu. Là xưa là ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Là xưa vậy đó. Ở trong lớp thì mấy mươi người, nhưng mà thấy cái anh này là ảnh trội nhất. Ảnh kêu bằng lúc nào ảnh cũng làm phong trào ở trơn á. Ảnh tạo phong trào này phong trào kia để người ta chú ý. Và cái tánh sáng tạo của Quốc nó ngay từ lúc nhỏ luôn rồi đó. Cho nên là bài cái này bài cái kia để cho các bạn mình làm theo. Và cái đó cũng là một cái hay cho em. Và để cho tới bây giờ em luôn luôn sáng tạo trong cái nghề nghiệp của mình á. Cái nhân duyên nữa là chị Mỹ cũng là học lớp A, học cô Bảy Phùng Há luôn. Một thầy luôn. Nếu là học trò của cô Phùng Há thì anh Bạch đố hai em, nếu khi mình diễn ra bộ mà mình đưa bàn tay ra thì phải đưa thế nào mới là đúng? Mình đưa bàn tay ra thế nào mới gọi đưa là... phải đưa cho đẹp nha. Cái tay phải dịu dàng đi cho đẹp, chứ không phải là đưa cứ ngắt thẳng băng vậy nha. Đưa nếu mà là một cô mà đào, người ta phải muốn nắm cái bàn tay mình đó, phải bắt phụng nữa đó anh. Chứ không phải mình đưa cái bàn tay dùi đục chấm mắm lên ra. Và cái điều quan trọng là khi mình hát ra bộ thì cái giọt mưa nó phải nằm được trong lòng bàn tay. Đưa ra mà giọt mưa nó tuốt lướt như vậy là tiêu tùng dưới cổ, không yên thân. Anh học lớn, lúc trường nghệ thuật sân khấu cổ ga, cố qua cổ thị phạm cho cái lớp cải lương. Anh là cái lớp kịch, nhưng mà anh hãy nghệ sĩ mà ngôi sao là anh theo. Anh núp, anh coi. Thế thì cổ ra bộ cổ chỉ, Lữ Bố phải như thế này, còn Đổng Trác là làm sao, Điêu Thuyền. Cái tự nhiên, anh nhớ. Và bây giờ nhắc tới tên của cô, thì bây giờ, đây là hai học trò giỏi đó quý vị. Không quên tuồng, không quên lời thầy cô dạy đó. Hỡi thần dân của xứ ngôi sao đương thời, ta sẽ biến Hữu Quốc thành đào, và sẽ biến Thoại Mỹ thành kép. Hỡi mọi người có đồng ý hay không vậy hả? Đây là Điêu Thuyền. Đây. Còn kia là Lữ Bố. Trời. Vô Điêu Thuyền. Dạ. Nàng hãy qua đây cho ta biểu. Tôi nghe cái kêu qua mà qua đâu? Ta biểu, nàng qua đây cho ta biểu. Qua cái cầu đó hả? Phải qua cái cầu. Không qua. Nàng không qua hả? Không qua ta chọi cho nàng bể cái lỗ mũi nè. Ây da, chết cái lỗ mũi tôi rồi. Trời ơi, bà xạo dễ sợ không? Cục đá tôi còn cầm trên tay mà bà dám nói bà bể cái lỗ mũi. Đau trước chứ bộ. Nàng có qua hay không? Không qua, ai muốn qua thì qua dìu tôi qua cầu chứ tôi không có qua. Nàng không qua phải không? Ừ. Được rồi, không qua, tao qua tới bển được hả? Tao nhắc tao nhíu, tao nhắc tao nhíu. Tao nằm nói gì vậy? Ta nói là nếu mà nàng không qua đó thì ta sẽ qua tận bên đó. Ta rước nàng sang bên đây, ta nâng niu như một cành hoa vậy mà. Không qua phải không? Ta qua đây này nha, Điêu Thuyền. Ê ơ ủa dạ, làm gì vậy? Gãy cái tay tôi rồi nè. Trời đất ơi, bà này bà nhão dễ sợ không? Bây giờ sao? Nắm nhẹ nhẹ thôi. Nắm nhẹ nhẹ thôi phải không? Một ngón thôi. Nè, nắm nè. Ôi da, cái này là nhéo chứ nắm cái gì? Đang bảo tao nắm nhẹ nhẹ. Nắm gì nè? Nắm cái ngón út này thôi vậy đó hả? Trời ơi, con út này là không có chặt đâu à nghe. Té xuống nước ráng chịu à ha. Thôi qua đi, hết giờ rồi. Rồi, đi. Một, hai, ba. Điêu Thuyền bảy chả, bảy chả, bảy chả. Thôi đủ rồi. Hô thông. Không biết là bao lâu rồi không có diễn, cho nên không có nhớ. Đây là giống như là lời dạy của cô hồi xưa, rồi mình nhớ được câu nào thì mình nói câu đó vậy. Với những chặng đường của Hữu Quốc thì Thoại Mỹ có theo dõi và thấy sự phát triển của Hữu Quốc trong nghề nghiệp không ạ? Em thấy một cách rõ ràng, sau cái biến cố đó đó, thì là em thấy Quốc có một ý chí rất là lớn.
giống như làm cho mình xoa dịu cái nỗi buồn của mình bằng cách là như em đã mở quán cơm bình dân để bán nè, từng đứng xay sinh tố nè, rồi múc từng dĩa cơm rồi đem giao. Mình thấy xúc động lắm anh. Trong cái ngành nghệ thuật của mình cũng nhiều anh chị em nghệ sĩ và ca sĩ ủng hộ Quốc rất nhiều. Và sau đó thì qua những cuộc thi thì bắt đầu là viết rồi đạo diễn. Nói chung là hoạt động kêu bằng là nhiệt huyết hơn nữa, yeah, để mà nắm lại cái thời gian, cái chuỗi mà mình đã bỏ rơi. Khi bước qua vai trò đạo diễn thì có lẽ cái tình thương, cái tình yêu của trái tim của Hữu Quốc nó mở rộng hơn rất nhiều. Đầu tiên là do nghệ sĩ Tú Mỹ Uyên có nói chuyện với em, có nói là thôi bây giờ về cùng làm cho sân khấu 5B Võ Văn Tần. Thì em trước đó thì nó có vở Tình Lá Diêu Bông, và khi mà em bắt tay vào làm Diều Ơi á, thì chị Mỹ là một lần nữa thương em. Anh cứ nghĩ đi, chị Mỹ công việc bận bịu nhiều lắm, vừa đi quay hình các show diễn liên tục rồi nước ngoài nữa, thì em có thuyết phục chị Mỹ về thể hiện cái vai Nhớ trong vở Diều Ơi. Lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, lần này em mới được tái ngộ với lại sân khấu kịch. Và khi nghe Mỹ Uyên và Hữu Quốc mời đó, thì nói chung là em rất là phấn khích, sẵn sàng, vô nhưng điều kiện. Tại sao em lại chọn chị Mỹ? Bởi vì cái vai này là một cái vai rất là khó diễn. Tuy là một cái người mẹ mà bị khủng hoảng, bị mất trí nhớ, nhưng nó có qua nhiều cái cung bậc cảm xúc mà đòi hỏi là một cái người nghệ sĩ phải đầy bản lĩnh. Mặc dù trước đó là khi mà quay một cái phim ngắn cho bé Quách Phú Thành, Sau khi bé đoạt quán quân thử tài siêu nhí, nghệ sĩ ưu tú Phương Thủy làm vai này rất là tốt. Nhưng mà chị Phương Thủy thì định cư ở bên Mỹ. Khi em phát triển ra thành một cái kịch bản dài gần 3 tiếng thì cái người đầu tiên em nghĩ đến là chị Thoại Mỹ. Cô này thì tập hăng say, và điều quan trọng là với những cái sự miệt mài lao động của chị và cùng với ekip, thì năm vừa rồi chị Mỹ lại được giải Mai Vàng với cái vai kịch nói trong vở Diều Ơi. Trời nhớ. Nhưng mà em phải hát hò đồ lên thì mới quyến rũ được chứ. Đâu, đúng không? Kịch nó có cái hay riêng của kịch anh. Anh không tin đâu. Đó, anh chưa xem vở này anh không có tin. Thôi vậy để bữa nào diễn lại không tái diễn nào, lại em mời anh cho nha. Bữa nay thôi chứ còn bữa nào nữa. Không, hôm nay Thoại Mỹ phải đóng vai khác. Là vai nào? Trong đó có một cái vai nữa là cái bà mẹ nuôi bé Diều. Em sẽ đóng vai từ bà ngoại thành ông ngoại của bé Diều, mà sẽ nhờ Phạm Quyền Trâm đóng vai của chị Mỹ. Ôi, chị đứng lên này, quay một vòng coi. Ôi, hôm nay ở đâu có cái áo đầm đẹp vậy? Người ta cho em á. Hả vậy hả? Ủa, rồi cái quần đâu? Mặc cái này sao mà mặc quần? Gì vậy, không có bận gì hết trơn hả? Có. À, có. Thôi, ngồi xuống đây đi, Nha, có khoai lên. Nè, lột nha. Lột nha. Nè, ngon lắm á. Nè, em gái ăn đi. Thôi, không ăn đâu, hay ăn đi. Thôi, nhiều lắm nè. Em ăn đi. Thôi, không ăn đâu, em no rồi. Rồi mình nên ăn hết một đống này luôn hả? Hồi hôm qua mới bắt hai hả? Ăn một gỗ hộp mít lùi luôn. Rồi giờ tới hả? Một đống khoai lang này nữa. Hèn gì hả? Hai ú ù. Em muốn nhôm nhách à. Hai vui quá. Mà hai ơi, ngày hôm qua ngoại nói với em nhiều lắm luôn á. Ngoại nói gì vậy? Ngoại nói á, em với hai á không phải là cùng cha cùng mẹ. Không có phải vậy đâu nha, đừng có nghĩ vậy nha, không có phải vậy đâu. Mà hai ơi, hai đừng có chọc ngoại nữa nha. Mỗi lần á mà hai chọc ngoại á, ngoại chối hai á, em đau lắm á. Hai cũng đau vậy, hai đau lắm luôn á. Mà nói nghe nè, hồi sáng nghe nói hả là đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Nói nghe đi, đi đâu vậy? Nói hai nghe đi. Em đi học. Rồi á, mai mốt nha, em thành tài, em lo cho hai, em lo cho ngoại luôn á. Đi học? Đi học làm gì cháu dữ vậy? Mà đi học là
Là đi xa hả? Là đi xa lắm hả? Đi học là đi xa. Hai nhớ nha hai. Đi xa, à đi xa, à đi xa là giống 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 như 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 Lan Điệp. Nói nghe anh nè, mà hai nói em nghe, em đi rồi á, những lúc mà hai hai bị ngoại đánh, rồi bị ngoại chối á, hai đau lắm. Mà những lúc đó đó, hai không còn được nghe bé Diệu ru. Ủa? Hả? Mà sao hai biết em sắp xa hai vậy? Đâu đâu có đâu. Hai nghe hả? Trong tuồng người ta nói sao là hai nói y chang vậy luôn á. Mà tuồng gì vậy hai? Lan Điệp á. Rồi, bắt em làm dây điệp nữa rồi. Chống nạnh lên. Anh Điệp. Lan em. Bụ chiều nay đi Sài Gòn hả? Ừ, chiều nay tôi đi rồi. Bụ ở chảnh vui lắm hả? Đối với tôi á, không ở đâu vui bằng ở đây hết. Không ở chốn nào đẹp bằng chốn này hết. Lan hiểu không? Hiểu chứ. Chắc á, là tôi đi lâu lắm tôi mới về á. Lan đừng có buồn nha. Không, tôi đâu có buồn đâu. Ôi, tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mực, tôi đâu có cản gì. Nhưng mà người ta đi rồi á, chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đằng đẵng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mấy con ve nhỏ kêu răng trên ngọn mé tây ngoài nhà đi. Trời đất thì buồn như vậy đó, mà lòng vui không kể xiết. Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Trời hay quá. Gặp mặt không có biết nói chuyện chi đâu. Bà xa thì trong già bồi hồi. Tôi ở gần đây nè, có khi cả ngày cũng không có gặp mặt. Biết người ta có mặt ở nhà, tôi cũng không có thắc mắc âu lo. Nhưng chiều nay người ta về, rồi người ta lại phải đi xa, tôi lại thấy buồn thay nhớ. Chiều ra bên ngõ mong rồi vẫn hờn con đò nhỏ. Ngày mấy lượt sang sông sao hồng nhạc mênh mông. Chiếc xe của ai mà bự cho bá lửa? À, không có con ơi, xe của ông ta không có xe của mình đâu con. Thôi bây giờ sao diều sao con? Sao à, đi về thả diều. À, đi về lấy diều ra thả con. Ông Tám khùng. Giờ này nắng chăng chăng đi thả diều bộ khùng hả? Trời ơi, mày muốn nói tao khùng đi gì cũng được. Con nó nói đi về thả con. Hai ơi hai, bây giờ hai đem diều về đây đi. Rồi em với hai đi thả diều nha. À, vui lắm. À, bé diều muốn thả diều đúng không? Đúng rồi. Ở đây chờ hai nha. Hai chạy ô về nhà cái hai lấy con diều lại cái hai chị em mình thả diều nha. Đi con lẹ. Đi nha hai. À. Diều đi.
Cô ơi, nhớ lo cho nó đàng hoàng giùm tôi nha cô. Bác yên tâm đi, con hứa con sẽ lo cho Diều ăn học đàng hoàng. Con... Diều ơi cô, lâu lâu cô cho con về đây thăm ngoại với hai nha cô. Cô hứa rồi, con phải ráng ngoan, ráng học. Rồi lâu lâu cô sẽ đưa con về thăm ngoại và thăm hai con nha. Nhớ nha cô, lâu lâu đưa nó về thăm tôi với lại con. Chứ nó không thôi là nó khùng nữa nha dạ, cô. Bác đi học, nó ra đầu đi lẹ, đi lẹ lẹ, đi lên xe liền đi. Đi đi con, đi đi con. Không có bắt cóc mà. Không biết nha. Đâu có bắt cóc đâu mà. Nhớ ơi nhớ. Nghe, nghe nè. Má trả con tôi lại cho tôi. Má con tôi lại đây. Nhớ ơi. Ông tám ơi. Nhớ ơi. Trời ơi, đâu có bỏ đâu, thôi đứng dậy chào. Tôi làm bộ tôi chút xíu, làm gì dữ vậy trời. Đừng ai bắt con tôi. Nếu mà quý vị mà đi xem nguyên cái vở này mà chị Thoại Mỹ đóng ở sân khấu 5B Võ Văn Tần thì quý vị sẽ thấy cái cô nhớ còn dữ dội hơn nữa. Xin cảm ơn hai con. Cảm ơn Trâm, cảm ơn Thế Giới hơn nhiều. Dạ. Hữu Quốc ơi, bên cạnh sự rực rỡ về ảnh hào quang, em có cảm thấy hài lòng với những gì mình đạt được? Em thật sự chưa bao giờ em cho rằng em đang đứng ở một cái đỉnh cao nào đó. Em vui bởi vì những nghệ sĩ mà diễn vai tính cách như em và các anh chị khác dần dần được công nhận, dần dần được khán giả yêu mến. Và cái vui lớn nhất là em đã làm vui lòng một người thầy, gắn cái định mệnh đóng vai già cho em. Đó là: cô ơi, thằng Hữu Quốc của cô năm 16 tuổi cô đã dạy nó đóng vai Quan Tư Đồ, bây giờ nó đã thành công với những vai già đúng như những gì đó tính toán của cô. Đó là nghệ sĩ nhân dân Phùng Hà. Dạ. Chúc mừng em. Hữu Quốc ơi, cái vai già của em đóng nhiều cho nên em có kinh nghiệm. Bây giờ anh thách em trong vòng 60 giây, đồng hồ chạy hết một tour vậy đó, Hữu Quốc trẻ đẹp biến thành ông lão, Thoại Mỹ có dám cá là Hữu Quốc sẽ làm được không? Em chắc chắn là Hữu Quốc sẽ làm được. Ủa, sao mọi vậy? Người có tin tưởng là tại Hữu Quốc làm được không? Tại vì chị đã coi cái kịch của em thi diễn viên tài sắc. Diễn viên tài sắc đó trong không. Vòng có không tới một phút nữa, không phút mấy, làm nửa mặt nam nửa mặt nữ. Ồ, còn cái này giờ... nguyên mặt già. Giờ già còn dễ làm nữa. Cái này ý chị nói em già sẵn đúng không? Không phải. Dạ thử đi anh. Nhưng làm mà thử. Anh cho em mượn một cái kiến với lại hai cái viết chì. Cái viết chì nâu, cái viết chì đen. Trời, chuẩn bị ở đâu sẵn có sẵn luôn vậy? Hả? Anh lúc nào cũng có đồ nghề mà. Dạ. Nhưng mà anh quý ai lắm anh mới cho mượn. Em ngồi xuống nha, em chuẩn bị rồi anh mới ra hiệu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Thưa quý vị, trong vòng 60 giây, Hữu Quốc làm thế nào để biến từ một chàng trai trẻ đẹp trở thành một ông lão? Quý vị hãy xem, đầu tiên là làm giữa hai mắt, bởi vì người già hay châu lại là cái chỗ này nó phải nhăn. Nhưng mà chăn nhiều hơn, dễ thấy nhất là trên trán. Đúng rồi, những nếp nhăn trên trán, nhưng mà quan trọng là hai nếp nhăn hai bên mép, nó mới thể hiện cái độ sâu, cái độ lão. Nhưng mà cái phần nhân trung cũng vậy nữa. Bên cạnh đó, chúng ta phải làm râu vô cho nó mau già hơn. Chứ mà ít râu quá, khó già lắm. À, nhưng mà râu phải tán ra. Đúng rồi, đã có râu trên thì phải có râu dưới. Đó, râu cằm mọc ra như lúa. Trời ơi, còn 20 giây nữa. Ráng rồi, ráng trét lên em ơi. Còn gì nữa? Đúng rồi, hố mắt rất là quan trọng. Người ta trị cái hố mắt luôn, này luôn. Tốn tiền lắm luôn. Rồi, bây giờ, trước 1 phút rồi. Còn lại được 15 giây. Sao vậy Hữu Quốc? Nói chung Bạch nó gọi tới đây mà nó nói gì mà nói quá trời quá đất. Nó làm em mờ cờ mà nó bắt tao già tao nói. Thôi kệ nó ông ơi. Rang tới đây làm cái thử thách này kiếm 5 triệu giúp cho người nghèo. Hay quá. Thưa quý vị, những buồn vui của nghệ sĩ trong cuộc đời nó cũng là cái chất liệu sống để thực hiện những vai diễn của mình. Và dự định của Hữu Quốc trong tương lai thì nếu có thể thì hãy chia sẻ cùng với anh Thanh Bạch
chị Thoại Mỹ cũng như quý vị khán giả. À, thực sự là cái ước mơ không chỉ của riêng em mà cũng các chị Thoại Mỹ nữa là tụi em sẽ cùng nhau làm một cái sân khấu, chị Thoại Mỹ cùng với những người bạn có anh Ngân Tuấn, Hồng Yến, Huyền Trâm, rồi một vài em nhỏ nữa, Võ Minh Lâm vân vân, sẽ cùng nhau để mà có một, tạm gọi là một cái câu lạc bộ sân khấu để cho thỏa cái nỗi nhớ nghề. Chứ ước mơ lớn á, thành lập một cái đoàn hát hay là để mà vực dậy tình hình sân khấu chung á, thì ở sức của chị em tụi em không làm nổi, mà nó phải cần tầm cái tay thì nó sẽ dễ làm hơn của những người. Đúng rồi. Điều quan trọng là tụi em đang ước mơ có một cái nơi, một cái sân khấu để mà tụi em hàng tuần có những cái vở diễn khác nhau để cho khán giả sẽ đến rạp họ ủng hộ, và bên cạnh đó thì mình giữ lửa được cái thế hệ này thì mình mới tạo châm cái ngồi lửa tiếp cho cái thế hệ mai sau. Và có như vậy thì với những cái việc làm nhỏ của tụi em thì em hy vọng rằng là sân khấu cải lương sẽ được tiếp lửa theo từng thế hệ. Thế hệ còn ở đây tràn đầy năng lượng thì mới mồi một cái ngọn lửa nhỏ trong tim của thế hệ tiếp theo để cùng chung sức chung lòng để giữ gìn cái nền nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó mai một nhưng nó vẫn còn. Dạ. Và chúng ta hãy cùng thắp lửa để cho sân khấu cải lương được sáng đèn lên, và từ từ những ngọn lửa nhỏ nó sẽ bùng lên và nó sẽ tạo nên một cái đỉnh vinh quang mới cho bộ môn của mình. Thì lúc đó nhìn các bạn trẻ mà diễn xuất thành công như vừa rồi, nó như là máu chảy về tim á. Em có một người em, một người em trong nghề, đó là nghệ sĩ Minh Hòa. Em biết cậu ta rất là lâu rồi. Một cái người yêu nghề kinh khủng, chuyên diễn những vai kép độc, những vai mà đòi hỏi những động tác vũ đạo khó, có thể lăn lộn, nguy hiểm luôn đó. Nguy hiểm trên sân khấu. Trong lúc tình hình sân khấu khó khăn thì cậu em này phải chạy xe ôm, xe ôm công nghệ để kiếm tiền để lo cho vợ, lo cho con, của gia đình. Và em muốn có một cái món quà tinh thần của chương trình gửi đến với nghệ sĩ Minh Hòa, một người sống hết lòng với sân khấu, một diễn viên mà nếu được phân những cái vai khó trên sân khấu, những vai dữ dằn, thì cậu ta cháy hết lòng. Đó là nghệ sĩ Minh Hòa. Minh Hòa là diễn qua rất nhiều cái đoàn hát. Minh Hòa là từng là sống chết với những vai diễn trên sân khấu cũng như là các vở cải lương truyền hình. Và anh xin đại diện cho chương trình gửi tặng Minh Hòa một cái số tiền tuy nó không lớn nhưng mà hy vọng là em sẽ vượt qua được cái khó khăn tạm thời. Hòa ơi, giây phút này cảm xúc của em sao mà nước mắt dâng trào rồi. Thật sự ra thì em ngồi ở dưới thì em cũng cố kềm lắm, em muốn không muốn khóc. Bởi vì là mình là người nghệ sĩ mà muốn cái gì nó thăng hoa, nó sống với cái nhân vật mình trên sân khấu nó hào quang hơn. Nhưng mà thật sự anh Quốc là người hiểu em rất là nhiều, cũng như chị Mỹ. Thì qua cái thời gian mà lao động nghệ thuật, mình đóng vai kép tính cách, kép độc, thì thật sự ra thì như anh Quốc đã chia sẻ với quý vị là show rất là ít và cái cuộc sống khó khăn và phải lo gánh vác trong cái gia đình, phải lo vợ lo con đi học tới nơi tới chốn nữa thì chi phí cũng rất là khó khăn. Và trong khoảng thời gian khó khăn mà một tháng chỉ diễn được một lần trên rạp hát thôi thì em phải kiếm thêm cái nghề tay trái. Nếu làm những cái nghề khác, đi sáng làm 7 giờ tới như là giờ hành chánh 5 giờ chiều về, thì mình không có thời gian để tập tuồng, không có thời gian mình hòa quyện những vai diễn của mình trên sân khấu. Mà cái đó là cái đam mê, nhưng mà là cái máu thịt của mình và ăn sâu vô trong tim của mình. Và em phải tìm suy nghĩ mọi cách luôn. Nói chung là buôn bán thì mình lại không dám buôn bán, bởi buôn bán cũng hai chồng bán hủ tiếu,
mở ra bán là cũng không có vốn nữa. Rồi sau đó bán ế quá rồi thôi thâm vốn, cho nên không buôn bán được. Thôi mình đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Mấy tháng đầu chạy thì mình cũng giấu, giấu là bởi vì không cho con biết, không cho vợ hay. Nhưng mỗi lần mình suy nghĩ thì mình cứ nước mắt cứ tuôn hoài à. Không biết là con mình có hiểu được mình hay không. Sợ nhiều khi thấy cha mình trong cái hình tượng như vậy sẽ mặc cảm. Nhưng dần dần thì mình có lầm tâm lý với con là: con ơi, nếu như trong hoàn cảnh hiện nay cuộc sống khó khăn như thế, ba chạy xe ôm con có buồn không? Con em trả lời một câu là: không ba. Ba làm lao động bằng lòng lưng chân chính của ba để nuôi con vô gia đình thì con không có gì phải buồn hết. Mặc dầu những lúc chở con đến trường á, em cũng mắc cảm lắm, em cũng ngại. Nhưng mà cuộc sống của mình như vậy, mình phải ráng, mình cố gắng thôi chứ biết làm sao. Cũng giống như là lên sân khấu, em là một người hoàn toàn khác, khác hẳn với ngoài đời. Em cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn chị Mỹ rất là nhiều. Giờ xúc động quá rồi sao hát được đây vậy hả em? Dạ thì em trên sân khấu thì em hát rất kép độc thoại. Thì giờ em sẽ làm một đoạn em thoại thôi. Thoại một đoạn tướng. Dạ đúng rồi. Quân sĩ dạ. Mau tấn công vào thành cho ta. Hey. Dạ. Hey. Quận Nguyên mắm tới lưng danh hiển hách, giáp trận tung bay, gió ngựa nguyên mong ta dẫm nát cả địa cầu. Quận Nguyên mong ta đi đến đâu thấy phơi máu đổ, quận nhà Trần nó kinh hồn bạc vía, bỏ kinh thành tháo chạy thoát thân, kiếm phép của thiên triều sẽ làm cỏ nước Nam, bức nguyên đồ nguyên quốc. Ha 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 ha, khắc tên Mông Kha đại hãn. Ha ha. Trời ơi, một con người khác hẳn, một con người tràn đầy năng lượng. Anh Bạch ơi, cho em nói một câu là thôi thì ở trong cái chương trình này thì sẵn đây á, là em có một chút xíu cái quỹ của mấy chị em trong bạn đạo của em á, cho nên là em xin trích ra 2 triệu để mà gửi tặng cho em quà. Wow, thật ra thì tấm lòng của cái hội thiện nguyện của chị Mỹ lan tỏa khắp mọi nơi, và hôm nay thì đủ duyên gặp nhau cho nên được chia sẻ. Mong rằng những đứa bé nhà em sẽ vui hơn về cái tình nghệ sĩ dành cho nhau ở bất kỳ lúc nào. Và bây giờ thì xin được thay mặt chương trình gửi những bó hoa tươi thắm đến với khách mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Dạ em cảm ơn anh ạ, cảm ơn chương trình. Và bó hoa này là để dành người trong cuộc, nhân vật chính của buổi hôm nay của Ngôi Sao Đương Thời. Chúc em cũng như chúc Thoại Mỹ và tất cả những ai yêu cải lương hãy luôn luôn giữ ngọn lửa ấy trong tim, bởi vì cần một ngọn lửa nhỏ để truyền cho nhau, để biết nơi nào diễn cải lương thì các bạn sẽ đến để chia vui, để cộng hưởng, ai thích thì các bạn có thể học hỏi được. Và thưa quý vị, không có gì mất đi trong cuộc đời này, miễn rằng trong tim chúng ta lưu giữ tình yêu sắc son. Thưa quý vị, hãy đến với chương trình chúng tôi vào tối thứ ba lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý vị có thể xem lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình này do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Tạm biệt và hẹn gặp lại.